của ngày hôm nay là về kinh kinh cày ruộng và kinh cái chữ cát xí nhé, cát xí là cày ruộng, mục tiêu của kinh này cát xí là cày ruộng. Ở đây chúng ta biết nó có một động từ căn là cast, có nghĩa là cày. Cast nghĩa là cày. Mà trong cái tiếng Pali nó có một cái chữ này nè, nó có nghĩa là hư không. Thì nó có một cái chỗ giải thích thế này: hư không là cái chỗ mà mình không có thể cài xới gì được hết. Hư không là cái chỗ mà mình không có cài xới được. Mikasa là cài ấy, mà Akasa nghĩa là chỗ mình không có cài xới được thì gọi là hư không. Mình không giống như trong chi trong kinh đó là lúc mà Đức Phật mình sắp niết bàn ấy, lúc mà Đức Phật sắp niết bàn thì ngài cũng giảng một cái câu kinh. Đó là ngoài bát thánh đạo không có thánh nhân, trên hư không thì không từng có dấu chân chim, trừ Phật không hề có sự dao động và vạn hữu thì không thể nào có sự vĩnh cửu. Đây là bốn cái không. Trước khi mà niết bàn á, ngài nói như vậy đó. Thì không mà ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân, trên hư không thì không từng có dấu chân chim. Chim nó bay bao nhiêu đời kiếp chứ có bao giờ mình có để mà dấu vết đâu. Hư không mà. Sở dĩ mà tôi nhắc lại cái câu kệ Phật ngôn này nó là tại vì nó có liên quan tới chữ hư không. Mà sở dĩ tôi nhắc đến chữ hư không là bởi vì nó có liên quan tới cái chữ cát là cài. Mà tại mà tôi nhắc đến chữ cài là bởi vì mình học cái bài kinh là cái chữ cát xí, là ông Bà La Môn về cài ruộng đó. Không biết các vị có nghe có thể để ý thì có nghe kịp không? Mới nghe qua giống như lạc đề, nhưng mà nó tôi đang giảng liên khúc, biết các vị nói thì có nghe vậy không? Thì sự dĩ tôi nhắc đến bài kệ này là bởi vì tôi nhắc đến chữ hư không. Mà sự dĩ tôi nhắc đến chữ hư không là bởi vì tôi nhắc đến chữ cày. Mà tôi nói đến chữ cày là bởi vì tôi nói đến cái tựa kinh. Đó, nó đi một dây mà mình theo tôi đó thì mình có tập ra giống như vậy. Tức là nhìn một chữ thôi đó, là nó đẻ ra một trong chuyện đó, thì như vậy mới là được. Chứ còn mà nhìn đâu biết đó thì nó hơi nghèo nha. Mà làm sao mình nhìn thấy cái chữ đó thôi là nó ra tùm lum chuyện đó. Thì nó chỉ cát xí là nó ra tùm lum chuyện, không có thánh nhân, giống như trên hư không thì không từng có dấu chân chim, mà chư Phật thì không hề có sự dao động, rồi vạn người không hề có sự vĩnh cửu. Thì bốn cái không đây cũng như gọi là đây là thần chú của mình. Ngoài bát chánh đạo thì không có thánh nhân. Cái này là ở trong cái pháp cú nha, quý vị coi cái pháp cú. Pháp cú quên mất phẩm nào rồi. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị một câu thôi. Tôi nhớ Buddha Hàn á, Minh Chi Tăng. Bây giờ cái ai mà xin đi tìm được. Đây bây giờ làm sao mà vô ở trong internet ấy. Internet là tìm đánh trong Google đắm chữ này để tôi tìm có. Có tạo nên cái cuốn cái đặc trị Bích Tha đấy, Minh Chi Tăng, tức là chư Phật thì không có sự dao động. Rồi đúng rồi, đó là câu 254. Đúng rồi câu pháp cú 254 đúng rồi. Đó, bây giờ coi mình nó dưới rồi đó, 254. Akasi Bà Đăng Nắp Thí, cho nên không thì không bao giờ để lại cái dấu, có dấu chân qua hết.
Samano Natthi Bahire, bây giờ ngoài Bát Chánh Đạo thì không có thánh nhân, không có sa môn á, tức là không có thánh nhân. Sankhara Sasatan Atthi Natthi, tức là các hữu vi thì không bao giờ có sự trường tồn. Nó Natthi Buddha nó mình chỉ tành. Nếu tôi nói vậy là trung trung có ai đi tìm được không ta? Rồi thôi, gặp cho mình. Và cả gần đất xa trời đó, bốn chữ nắp thí trong cái cùng nguyên văn nó có bốn chữ nắp thí, nó thí là cũng có đó, đó là tôi vừa nói mà tôi vừa lâu cũng thấy liền đó. Câu nó là câu 454 đúng rồi. Ok, nó bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình trở lại kinh của mình. Mình trở lại kinh của mình thì theo trong chú giải nói đó, cái ông Bà La Môn này nè, cái ông Bà La Môn này nè, đi gì đặc biệt, ông này sau khi trở thành Phật tử một thời gian thì xuất gia và chứng chứng là hen đó, cái này khá là kinh thật vậy đó. Tức là ông một lần ông gặp Đức Thế Tôn nhé, lần đó gặp Đức Thế Tôn trong lúc ông đang chuẩn bị hướng dẫn người làm để đi cày ruộng, thì lúc ông thấy Đức Thế Tôn làm nó có ăn. Cái câu đó là nếp dịch từ tiếng Việt có dịch vậy đó, tôi có làm rồi tôi mới có ăn. Còn ngày sao mà ngày ông lạ không có đi sinh hoài vậy. Cái câu đó thì nếp dịch tiếng Việt dịch vậy đó, tôi phải đi làm tôi mới có ăn, còn ngày cái đi ngày ông vô làm hết, ngày cái đi sinh hoài vậy là sao. Thì trong chánh kinh thì chỉ ghi như vậy thôi nhé, mà trong chú giải đó thì nói rằng cái ông này nè, ông này là một người đại trí, ông này là một bậc đại trí. Ông nói như vậy chỉ vì ông muốn nghe Phật nói cái điều gì đó. Tôi thì tôi dĩ nhiên tôi đâu có gặp Phật, nhưng mà tôi trong đời tôi đó, thì tôi có gì tôi gặp được một vài người mà khi tôi gặp mặt họ đó thì tôi muốn những khi gấp quá không có chuyện gì để nói, tôi cũng phải bịa ra cái chuyện gì đó để tôi được lắng nghe. Ở đây thì cái chuyện này cũng có gì ghê gớm, mà tôi chỉ nhớ là một sự thật, một chuyện đã xảy ra trong đời của tôi, đó là năm 93. Cái lần đó tôi tình cờ tôi gặp Hòa Thượng Minh Châu ở trên cái sân của Vạn Hạnh đấy, mà muốn cầm một con người như vậy thì không phải dễ, ngày bận dữ lắm. Mà ngẫu nhiên tình cờ tôi tự trung tâm tiên tôi đi ra gặp ngày trên sân, đi ngang chạm mặt nhau vậy, tôi chào nhưng mà tôi tiếc lắm, tôi nghĩ cái con người này là một câu nói thì cũng đáng nữa. Thì tôi nhớ tôi còn hỏi là một câu, tôi nói bậc ngài một tâm sinh năm tâm trẻ như con, có nên chuẩn bị cái gì? Và tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu nói của ngài, ngài suy nghĩ rất là nhanh, chứ không phải ngài nói liền mà ngài có chút suy nghĩ là ngài nói, nếu mà năm tâm ngoài tiếng Pali sẽ nên học tiếng Đức. Thế câu tôi còn nhớ tới bây giờ, ngoài tiếng Pali sẽ nên học tiếng Đức, vì kinh điển năm tông còn tiếng Đức rất là nhiều và phong phú, đó là hơn cả tiếng Anh nữa phong phú. Nếu mà năm tông nên học tiếng Đức, mà tôi nghĩ rằng đây là một câu nói không phải là nói qua loa, mà đây là một sự thấm thía, là một sự trao truyền, và nói bằng tất cả cái tinh thần trách nhiệm. Và cái điều đó làm cho tôi nhớ tới bây giờ, mà tôi nghĩ rằng tôi có một cái tạm gọi là một cái tánh tốt, tức là tôi rất là hiếu học và tôi rất là trân quý những cái như tôi từng đó, tôi ở Lê Quang Định ở chỗ Rạp Đông Nhì, tôi thường gặp cụ Mùi Dán mà trước 10 giờ sáng mấy cái quán nhậu nó vừa mở cửa thì cũng còn tỉnh. Cho nên nếu mà muốn nghe cụ Mùi Dán nói chuyện là phải biết được cái lịch, là cái lịch từ làm việc của cụ đó, là sau 10 giờ sáng mà mấy quán nhậu nó mở rồi là cụ sẽ say bí tỉ, say ra tới khuya. Cho nên trước 10 giờ sáng thì cụ tỉnh lắm, mà hỏi lúc đó
tôi nhớ thỉnh thoảng tôi hay dắt cụ đi qua đường, tôi sáng tôi từ bên Rạp Bình Nhì đi qua bên Già Lam tôi học, thì cứ thỉnh thoảng gặp cụ ở ngoài đường cũng muốn đi qua, đi qua lộ, mà lúc mà cụ không có rượu, cụ nhát lắm, rất là nhát, cũng dám đi qua bên Việt Nam chạy ẩu. Thì tôi nhớ có một vài lần mà tôi đưa cụ qua đường, và trong những lần như vậy đó cụ hỏi bác muốn đi đâu, thì ông nói là ông muốn đi, có bữa thì ông nói đi muốn đi qua Già Lam, có bữa ông nói muốn đi qua chùa Dược Sư, để chùa ông trong cái hẻm chùa Hưng Gia đó. Rồi ông hay đi lai cà mấy chùa đi chơi, bên đó sách vở nhiều lắm. Trong những lúc tôi tranh thủ thầy hỏi này kia, thì tôi kể là chuyện đó, tôi muốn nói rằng là cái ông cách sĩ Thà Rô Ra Chán cũng vậy, ông nhìn Đức Phật á, cũng nghĩ là cái con người thế này cũng có cái gì để nói cho mình nghe, cho nên là nếu mình chỉ bị đọc chánh kinh nên mình thấy gần như cái ông này ông có ác cảm với Đức Phật, không phải. Tôi muốn nói rõ rằng ông nhìn thấy Đức Phật và ông nghĩ là cái con người này nè chắc chắn có gì đó hay ho để nói cho mình nghe, phải biết cái điều đó. Cho nên là mới nói như vậy. Nói là tôi có làm, tôi có ăn, nếu còn ngày ngày không có làm hết, ngày cứ đi xin như vậy là sao? Thì ngày mới là trả lời cho ông nghe đó, ngày nói có chứ, có cài rượu chứ, nhưng ta cài theo cách của ta. Còn đầu ngày mới nói lòng tin nó là giống khổ hạnh á, khổ hạnh đây tức là sự tinh tấn á, là mưa là trí tuệ với ngài đó là cái cài, còn cái tàu quý là cái cài. Vậy là cái này người chờ một chút. Ở Đông Tây giải thích á, cái ý căn ở đây đó là một cái nhà Minh Châu là với Mano mình là ý căn, nhưng mà trong chú giải nói ý căn đây nó là cái từ đồng nghĩa với cái chữ tâm. Mà cái tâm, mà tâm ở đây là chỉ cho tâm như ý túc hả, tâm như ý túc. Ở đây các vị còn nhớ vốn cái ý túc không? Dục cần tâm thẩm. Chỉ cái tâm ở đây là chỉ cho cái tâm như ý túc. Mà nói theo trong cái chi pháp ấy, tức là các tâm động lực ấy, nói theo ví dụ A Di Đà là các tâm động lực, tức là các tâm thiện hiệp thế, hoặc là thiện nghiệp thế, hoặc là tâm siêu thế, thiện siêu thế. Thì đây đối với Đức Phật ấy, là trước khi thành Phật ấy, thì ngày dùng cái tâm đại thiện dục giới, nhưng mà sau khi mà thành rồi thì ngày sống phần lớn là tâm tâm tố, làm chuyện này chuyện kia là bằng tâm tố, chứ là cái tâm mà làm những cái việc mà lẽ ra phải làm bằng tâm đại thiện quả báo. Còn tâm đại tố thì nó làm tất cả những việc mà đại thiện làm nhưng mà nó không có để nó quả báo đó, thì tự được gọi là tâm tố. Rồi chỉ có làm mà thôi, chỉ có làm để không để lại cái kết quả cho đời sau, thì nó được gọi là mới hai cái gia chích tác. Thì ở đây đó, chúng ta chú ý một chỗ đó là nếu đọc Phật và bài kinh đó, thì cái bài kinh này nó hay ở nhiều lớp, tức là nhiều cái lá cắt, gọi là cái lá cắt á, cái lá cắt đó, nhiều cái lá cắt. Nghĩa là cái lớp đầu tiên á là mình thấy rằng Đức Phật ngày định đem cái chuyện ngày giống như một cách nói mẹo vậy đó, chứ ngày nói ngày cũng có làm ruộng chứ, nhưng mà làm ruộng đây là chỉ cho cái sự tu tập. Chỉ cho cái sự tu tập, bởi vì đối với người như ngài thì ngài qua đời ngài là vua mà, thì ngài đây nói theo nghĩa đen á thì ngài đâu có cần mình mà đụng chạm tới ba cái chuyện mà cày bừa cuốc xới, ngài đâu có cần phải đổ mồ hôi. Cho nên là dầu cho ngài ở ngoài hay là ngài đi trong đạo thì người như ngài thì làm gì có chuyện mình mà món vật dụng này. Cho nên ở đây đó là ngài nói đến nghĩa bóng thôi, tức là ta cũng cài ruộng, ta cũng sống xứng đáng với cái sự cúng dường của cư sĩ. Nghĩa là ta không phải là cái người mà đến giờ ăn thì ăn cho no rồi xong về tầm mình ngủ, mà thật ra là ta sống xứng đáng với cái sự cúng dường của nhân thiên. Nhưng đó là mất nó có cái lắc, những cái lá cắt đầu thôi, mà cái sâu đó là bên dưới là cái gì. Thật ra nói một cách phủ phàng một sự thật bẻ bàng, thì cũng trong Kinh Ưng này Đức Phật xác nhận rằng
ngày nào còn có mặt trong tam giới thì ngày đó từng người trong chúng ta, từng người trong chúng ta, dầu phàm hay thánh, vẫn cứ là những cánh đồng, những, vẫn cứ là những người nông phu trên cái cánh đồng sanh tử mà thôi. Nó phủ phàng là như vậy. Là vì sao? Là vì trên cánh đồng đó, cái người nông phu ấy phải đổ mồ hôi, xót con mắt, có khi đổ cả máu để mà đổi lấy những cái hạt thóc, hạt lúa trên đồng. Thế giới Việt Nam có một cây dao mà nghe bây giờ tôi quên rồi. Có nghĩa là một mỗi lần mà ai ơi gì á, cái gì mà bắt cơm đầy dẻo ngon một hộp hộp á, thì đắm tôi nhớ bằng bạn tôi đang ngồi cầu là đúng. Chỉ một chỉ muốn có một cái hộp cơm ở trên mâm ăn thôi thì bao nhiêu mồ hôi đã đổ ra. Thì dầu phàm hay thánh, hễ có mặt ở trong cái cõi đời này nè, thì chúng ta luôn luôn là những nông phu. Có một điều là A đó làm ruộng khác B một chút. Ví dụ như là có người đó thì, nếu nếu mà nói là nghĩa đen ấy, thì người ta có nhiều người giúp việc, rồi có những cái nông cụ, có những cái điều kiện, có những phương tiện làm việc thoải mái, thì cái chuyện mà làm lúa, làm đồng nó dễ dàng mà thu hoạch nó cũng nhiều. Còn cái người thì có người thì không có ruộng để mà làm, mà đi làm thuê cho người ta, đổ mồ hôi gấp 5, gấp 7 mà thu hoạch thì không có gì hết, tới mùa mà trừ ra hết mọi thứ nợ nần thì không còn cái gì hết, cũng là mang tiếng làm ruộng mà không được cái gì hết. Đó là nó là nghĩa đen. Rồi nói theo nghĩa bóng thì có người trong lại có mặt trong tam giới này, có người phải đi tu thiền mới về được phẩm thiên, làm được các cái phước thiện bằng tâm thiện dục giới thì mới về các cõi nhân thiên dục giới. Còn không thì phải sau khi mà sống bằng các tâm bất thiện thì cũng là một cách cải sớ, nhưng mà cách cải sớ là cách cải sớ thất bại. Cách cải sớ thất bại, từ cách cải sớ đó nó dẫn nó về các đọa xứ. Nhưng những cái chuyện như lại thì hãy anh còn có mặt trong cái cõi tam giới này thì anh vẫn từng phút từng giây từng ngày từng tháng từng năm đấy, từng cái thời đoạn trong đời sống anh phải liên tục và liên tục cày bừa cuộc sống. Dầu cho anh có trùm mền ha, nếu trùm mền anh có liệt tay liệt mình liệt gọi là bán thân bất toại, anh có nằm trùm mền nằm chim chiếp trong mắt mọi người thì anh là người đúng là bất động. Nhưng mà nói cho trong tinh thần Phật pháp thì ngay cả trong phút đó anh vẫn không ngưng là một nông phu đang tiếp tục cày sới trên cánh đồng sinh tử của mình bằng thành những cái gì mà anh nghĩ trong đầu của anh nhé. Bởi vì nói theo A Di Đà, nó dầu tay chân miệng mồm của mình không có làm việc, nhưng mà hãy cái mình còn có tâm thức thì rõ ràng là mình đang gieo nghiệp đó. Mà gieo nghiệp là gì? Gieo nghiệp chính là mình đang cày bừa cuộc sới, đang thu hoạch và đang cày một cuộc sống để chuẩn bị cho mùa thu hoạch nào đó cho kiếp sau. Đó là nói về phàm. Còn nói về thánh thì sao? Hễ còn mang cái thân ngũ uẩn này thì vị đó còn có chấp nhận cái sự sanh và diệt của danh sắc. Mà nếu mà là một cái vị thánh ở cõi dục giới, nhất là cõi người, còn mang cái thân này nè thì vị đó còn phải có chịu tắm rửa rồi đi đứng, rồi phải vệ sinh thân thể, rồi phải quét nhà, rồi phải nói chung là đủ thứ chuyện. Tôi nhắc lại 1000 lần, tôi không phải là thiền sư, tôi không phải là hành giả, mà thỉnh thoảng đó mặc cái chất đó là làm biết nó gần chết hay là nó già, mình điểm thỉnh thoảng mình cứ đứng trong phòng tắm mà nhìn thấy nó mệt, mình cứ nghĩ là nó có người cục này mà mỗi ngày mình phải vô mình chăm sóc nó ngán quá này, nó mấy chục ký lô mà nó đói phải lo cho nó ăn, rồi nó nực, rồi nó lạnh, rồi nó ngứa, rồi nó nhức, rồi nó mỏi, rồi nó đau, rồi nó tê, rồi nó rứt, rồi nó dơ. Mà cứ như vậy mà đủ thứ mà phải hầu nó từ sáng tới chiều. Cái đó không phải là cày chứ còn cái gì nữa hả? Mà ngoài đời mình cứ nghĩ đi cày có nghĩa là mình đi làm lụng kiếm tìm một miếng ăn manh, miếng cơm manh áo. Nhưng mà thật ra nó hãy còn ở tấm thân này nè thì còn là nông dân, còn là nông phu. Một lát nữa chúng ta học một cái bài kinh mà tôi cho rằng nó hay bậc nhất, nó xếp về những bài kinh hay nhất ở trong tam tạng một lát nữa nha. Nhưng bây giờ thì chúng ta cứ học cái bài kinh này thôi. Ở đây đó là Đức Phật ngày nếu mà đọc Phật bài kinh này rõ ràng là ngày tìm dịp để mà thuyết giảng pháp chánh pháp cho nghe, phải thuyết giảng pháp tu đúng. Nhưng mà cái chiều sâu của bài kinh này nằm ở chỗ đó, ở chỗ là hễ còn có thân này thì chúng ta còn phải là những nông phu. Nó có nhiều loại nông phu: người ác,
rồi rồi cái gì nữa, rồi chuyện phàm phu hả, rồi ai nữa, rồi là thánh hữu hào hả, rồi ai nữa, rồi là thánh là hả, đều làm ruộng hết, đều là nông phu hết, nhưng mỗi người một cách. Thí dụ như cái vị La Hán thì họ không còn, họ không có còn mà làm thiện làm ác, không có còn mà vật lộn với đời sống như phàm phu như hữu học nữa. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận là cũng phải làm cái gì đó, trong kiếp sống mình trước khi niết bàn, bởi vì nó còn mình còn đối diện với còn đối diện sắc mình còn phải dòm ngó tới nó một chút chứ. Chỉ có những cõi cao thì như Phạm Thiên thì gọi là tích, nói chung là từ cái cõi dục thiên trở lên á, thì cái vị La Hán phải nói là tương đối nhàn. Chứ còn cái vị La Hán mà cõi người này đó thì vị cũng rất là mệt mỏi, cũng phải thuyết pháp, nó phải nói đạo, phải đi bát, phải tắm rửa, phải ăn uống, phải uống thuốc, phải bị nhức mỏi, rồi phải tự chăm sóc bản thân, vân vân và vân vân. Tất cả như vậy là kinh nó sâu, là sâu chỗ đó đó. Anh trong kinh đó, trong tư ứng bộ kinh có một bài Đức Phật ngày từng nhắc rằng là cái thức tái sanh đó là cái hạt giống, tham ái là cái sự màu mỡ trên cánh đồng, còn cái cõi luân hồi á thì nó chính là cái cánh đồng, cõi luân hồi này chính là cánh đồng. Và đã trong bộ kinh cũng có một bài kinh nói về chuyện đó, nói lấy bài kinh đó cộng với bài kinh này thì phải là tuyệt vời, phải là tuyệt vời. Ở đây cũng vậy, nãy giờ các vị thấy tại sao tôi không giải thích, bởi vì mấy cái này bà con trong rừng thì không ai mà không biết nha, trong rừng mà biết như này. Thì ngài nói rằng là cái đây là ngài nói trước khi ngài đi, trước khi ngài thành Phật thôi, chứ ngài bây giờ ngài đâu có cần làm gì nữa. Nhưng mà là ngài nói rằng là cái pháp tu để trở thành một con người như ngài bây giờ đó, thì cái niềm tin á là cái hạt giống, tinh tấn là cái mà mưa, cái trí tuệ là cái cài, tạm quý là cán cài, cái tâm của ngài đó là cái dây cột, chánh niệm là lưỡi cài, thân của ngài, khẩu của ngài đều được hộ trì, giống như là người nông phu á, họ phải cái hộ trì ở đây đó, nếu mà đổi ngược lại nó là sự chừng mực, cái sự chừng mực của người nông phu, cái sự chừng mực của người nông phu ở trong trong cái việc mình điều khiển cái lưỡi cài, trong từng cái bức tranh của mình. Tôi không biết các vị ở đây có ai từng thấy qua hình ảnh một người cầm cái người đang cài ruộng chưa ha? Chắc tức là tôi từng có dịp tôi quan sát một người họ cài bằng trâu, rồi ở trên miền Đông tôi từng nhìn thấy trên miền Đông tôi từng thấy người ta cài bằng bò, rồi tôi cũng từng quan sát người ta cài bằng máy. Cả ba trường hợp tôi đều có dịp nhìn thấy hết, thì không có trường hợp nào mà không có cái sự chừng mực hết. Không chừng mực sẽ được, cứ đi một đường xong rồi quay trở lại cũng phải chính xác nha, phải chính xác, đi một đường cứ đi tới rồi cái lui một đường, rồi cái tới rồi lui một đường, mà phải hoàn toàn chính xác, phải rất là chính xác, chứ không có quẹo qua quẹo lại được, đó sự chừng mực. Thì ngài nói rằng là cái thân của ngài, cái khẩu của ngài đã được, cái chữ ngút tá này có nghĩa là được chăm sóc, được chăm sóc, cho nên là cái này gọi là cái giống như cái thân nghiệp, khẩu nghiệp của ngài đều đã được là hộ trì là như vậy đó, đều được hộ trì là như vậy. Thì nguyên bài kinh này không cần giải thích, thì ngài chỉ đây là một cách nói. Ngài nói rằng có chứ, ngài quân tu trước khi ngài thành Phật là ngài quân tu các cái hạnh lành, các cái pháp tu như là tính là tánh, là niệm, là định, là tuệ, là tàm, là quý nè, tức là bảy cái đó, bảy cái pháp là sức mạnh, bảy cái sức mạnh thánh nhân đó. Thì bảy cái pháp đó, tính, tánh, niệm, định, tuệ và tàm quý, bảy pháp. Thì bảy pháp này được xem là bảy cái món nông cụ, bảy cái pháp món nông cụ của người nông phu. Hồi nãy tôi có nói rồi, dầu cho mình không phải là thánh thì mình cũng là những người đang cày sới. Bởi vì cứ nhớ lại câu thần chú này: do vô minh trong tử đế nên mới có ba hành đó. Mà ba hành này nè, ba hành chính là
nghề nông trong trung tam giới. Đó, do không biết khổ là gì, tập là đạo là gì, cho nên từ đó đó nó mới dẫn đến chuyện ba hành. Có nghĩa là trong kinh nó giống như con bò mà nó khát nước mà đi uống nước muối vậy đó. Và chúng sanh á già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu của mình, là bởi vì khi mình khổ quá, khổ sanh khổ già khổ không được, thương phải xa ghét phải gần, rồi sầu bi khổ não vân vân vân. Khi mình bị khổ như vậy đó, mình mới tìm cái lối thoát. Lối thoát làm sao? Sát sanh, trộm cắp tà dâm nói dối, uống rượu làm tâm thọc, làm những chuyện đào lao thiên tướng, thì đó gọi là phi phúc hành. Rồi khá hơn chút là thấy đời khổ quá mới ráng làm mấy cái phước dục giới như là bố thí phục vụ rồi nghe pháp vân vân. Đó là tạo cái phúc hành, phúc hành dục giới. Rồi khá hơn chút nữa là cái phúc hành sắc giới, nghĩa là ráng tu thiền để đắc chứng sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, đó gọi là phúc hành sắc giới. Rồi còn cái thứ hành thứ ba đó gọi là thì gọi là bất động hành, gọi là tu tập, gọi là lìa bỏ cái thiền sắc để hướng đến thiền vô sắc. Nhưng mà dầu cho hành nào đi nữa, hãy mất hãy mà phi phúc hành á thì nó dẫn sanh về bốn cái đọa xứ. Còn cái phúc hành á, nó gặp có hai là phúc hành dục và phúc hành sắc á, nó dẫn sanh về cõi dục thiên và phạm thiền ngũ uẩn. Rồi còn đến cái bất động hành á thì nó dẫn sanh về cái cõi phạm thiền vô sắc. Nhưng mà rồi sao, nó hết tuổi thọ, nó mãn kiếp rồi thì nó cũng quay trở xuống như cũ, mà tiếp quay như là ngày xưa. Cho nên trong kinh mới nói cái dòng luân hồi nó có nhiều chữ gọi. Cái chữ thứ nhất là chữ sanh xa đó là cái sự lặp lại, là gì, là ngựa quen đường cũ, ngựa quen đường cũ. Rồi còn gọi là chắc cái quách tá nữa, chắc cái quách tá có nghĩa là cái vòng quay, chắc là bánh xe, chắc cái quách tá là cái vòng quay, đây là cái dòng luân hồi đó, nó quay vòng tròn rồi. Còn cái chữ sanh-sa-ra là sự lặp lại, sự lặp lại. Thì có mặt ở trong đời này thì mỗi người đều là nông phu hết, mà có đều là mỗi người làm ruộng theo cách khác nhau. Có người thì làm ruộng để mà kiếm sống qua ngày, có người làm ruộng để có được nhà cửa, có người làm ruộng để trở thành triệu phú tỷ phú, có người làm ruộng để có tiền cho con ăn học, để mà đổi đời, làm ruộng để mà bỏ ruộng, còn có người làm ruộng để mà tiếp tục ở lại cái ruộng nha. Thì cái bộ hai câu này hay à. Hạng thứ nhất là làm ruộng để bỏ ruộng, thứ hai là làm ruộng để ở lại với ruộng. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng đó, thì tại kinh này nó sâu chỗ này nè. Hễ có mặt trong tam giới là mình đang làm ruộng. Nhưng mà cái làm ruộng có hai cách. Có người làm ruộng để bỏ ruộng, có nghĩa là đó là những Bồ Tát độc giác, Thinh Văn giác và Chánh Đẳng giác. Người ta làm thiện, tu tập các hạnh lành để người ta lìa bỏ tam giới. Đó cũng là làm ruộng đó, nhưng mà để ta đi, ta bỏ ruộng. Cũng giống như có những người nông dân làm ruộng nhưng mà ráng lấy dành tiền mua đất ở ngoài phố, làm ruộng để mình cho con nó đi du học, làm ruộng để mà đem để mà có tiền để về nhà ra khỏi ruộng. Mà có người làm ruộng mà mê quá luôn, làm ruộng có tiền để tiếp tục mua ruộng thêm để làm ruộng nữa, mà càng làm ruộng nữa thì để có tiền mua thêm ruộng, mà mua thêm ruộng để tiếp tục làm ruộng. Đó là có cái vụ đó, tức là làm ruộng để có tiền mua ruộng, mà mua ruộng để làm ruộng. Còn có người thì làm ruộng để có tiền về phố bỏ ruộng luôn. Mà tôi biết cái này có. Tôi thì chùa nhưng mà tôi có biết ở miền Tây bây giờ, Việt Nam bây giờ có rất là nhiều người làm ruộng, nhưng mà họ cũng tìm cách là họ đào hoao rồi lên vườn để làm chi, để có tiền để cho con nó lên phố nó ở, rồi khá một chút nữa là cho tụi nó đi du học, rồi sao nữa, chẳng bỏ ruộng luôn, ớn quá rồi. Còn mình thì sao? Mình là những người nông phu vừa nghèo vừa không có cái tầm nhìn, cho nên tiếp tục làm ruộng để mà tiếp tục mua ruộng rồi làm ruộng. Đó, cái này kinh này nó sâu ở chỗ đó. Thì dĩ nhiên bản thân tôi thì trong cái nhìn của tôi thì thấy đó là cái sâu, nhưng quý vị thấy cái này cũng thường thôi, bởi vì tự thấy mà, phải không? Ok, bỏ bài kinh đó đi, qua bài kinh khác.
Rồi sao? Thì cái ông này nè, sau khi mà ông nghe giảng bài kinh này xong, ông hoan hỷ quá hả, ông mới trở thành Phật tử. Mà trong chú giải nói thêm là chẳng những ông mà còn là vợ con ông nữa. Mà trong kinh ông này cũng giàu ghê lắm, ông giàu. Và sẵn ở đây đó, tôi cũng nói luôn là các vị nếu ai mà siêng thì ghi cái câu này ha. Chú giải kinh Cá Sĩ Phà Nó Đòi Chát nói hơi nhiều về cái sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn. Cứ ghi cái câu đó đi, sẽ có lúc cày. Chứ tôi làm biết ha. Các vị siêng thì ghi làm biết thôi. Tức là ghi là chú giải của kinh này nè, kinh Cá Sĩ Phà Nó Đòi Chát nói hơi nhiều về cái sinh hoạt thường nhật của Thế Tôn là sao? Hồi nãy giờ hãy cái mình đã tôi làm biết được cho qua ha. Trong đây có nói rõ là một ngày như vậy Đức Thế Tôn sinh hoạt như thế nào. Thì trong đây mới chia ra cái sinh hoạt của Đức Thế Tôn một ngày đó là có nhiều lắm. Trước bữa ăn, rồi sau bữa ăn, rồi đầu hôm, rồi giữa hồi đêm, rồi rạng sáng, cái gì. Ví dụ như là bữa nào mà Đức Thế Tôn mà nhìn thấy, nhưng mà bữa nay ngài cần phải đi độ sự minh, hoặc là đi với riêng ngài anh em thôi, thì ngày bữa đó là ngày đóng cửa phòng, đến giờ cái thực ngài không thông báo, chứ tăng phải biết chuyện đó thôi. Ngày cái bữa đó ngài đóng cửa phòng, ngài không đóng cái cửa hương thất á, thì chỉ cần đến giờ mình thấy liếc và thấy mà cửa phòng mà đóng đó, là biết bữa đó là mình tự đi, em đi đâu đó là đi. Còn hôm nào mà ngày muốn đi chung với chư tăng á, thì đến cái giờ có thực cửa mở ha, thì chư tăng biết rồi, thì tập trung nó chờ đi chung với ngài. Còn bữa nào mà thấy cửa đóng thì biết bữa đó ngài muốn đi độ sinh một mình nha, hoặc là ngài đi với ngài đang cái chuyện gì của ngài, nhưng mà mình chỉ biết là bữa nó không có mình rồi đó, mình không cần phải đi theo. Rồi thì là sau cái giờ trưa đó, thì cái tôi mỗi ngày có nghỉ ngơi một chút. Mà nghỉ ngơi đây không phải là nằm ngủ, mà nghỉ ngơi đây đó là ngày tọa thiền, mà thường là mình nhập thiền quả. Mình nghe nói cái chuyện nhập đó mình thấy ghê lắm nha. Giống như hoặc là mình nghe cái chuyện mà quá hiển thần thông mình thấy ghê lắm. Nghĩ chắc phải ngồi xếp bằng rồi phải tập trung tinh thần. Không phải, cái chữ thần thông ở trong tiếng Pali nó là cái ích thí, nó từ cái động từ là ích chắc tí, có nghĩa là muốn. Bởi cho nên ai mà tại mấy vị sư mà mấy vị cư sĩ quan cư sĩ mà nghe sư tụng kinh á, có nghe cái chuyện ích chí tăng bát thí tăng tâm hăng, ích chí tăng bát thí tăng tâm hăng thường á, thì cái kiếp bát mi bát kiếp bát mi và sáu mươi chật tú. Trong bài gì cũng đúng, bài một bài kinh này mà thuốc chút với sự có cái câu này ít chi tăng bát thi tăng tâm hăng khích tơ mi quá sa mít chật tú, tức có nghĩa là các người gọi là các vị hoặc là quý vị trước mặt nè, mong rằng những cái gì mà các vị ít chi tăng là mong mỏi, bát thi tăng là ước nguyện nhé, thì khích tơ mi quá sa mít chật tú hãy sớm được thành tựu. Ichitan là từ cái chữ ichitan là từ chữ ichati đó, mà nó là past participle, nó là quá cái hình thức quá cái phân từ. Tức là cái điều gì đã được quý vị mong mỏi ước vọng đó, thì mong cho nó khép âm và sẽ mới cho chúng sớm được thành tựu. Thì chữ ichita này nó cùng một căn với chữ ích thiết là thần thông. Với một người mà họ đã chứng được tự, hoặc là mình cách nói là ngũ thông, gọi là ngũ thiền sắc giới đó, còn ngũ thông tức là tha tâm thông, thiên nhãn thông, vân vân. Thì với, nếu mà phải thêm một thêm nữa là phải là cái người mà có sự thần thông đó nha. Chứ có rất là nhiều vị đắc ngũ thông, đắc ngũ thiền chỉ để đắc mà thôi, đắc chỉ để nhập thiền cho vui vậy thôi, rồi mai mốt chết rồi làm thiền. Chứ còn cái khả năng thần thông có nhiều vị là không có. Có những vị có thể đắc được thiên nhãn nhưng không thể đắc thiên nhĩ. Trong kinh có nói trường hợp đó, có những vị hạn chế đắc ngũ thiền giống như người ta, nhưng bị hạn chế về cái vấn đề ngũ thông không có đủ nha. Hoặc là cũng đắc ngũ thông như người ta, nhưng mà cái thiên nhãn của A đó khác B, nhĩ cũng vậy, rồi cái túc mạnh minh cũng vậy, cái túc mạnh minh của A đó thì nhiều hơn B,
B cũng nhớ, nhớ mà nhớ không có xa, nhớ không có nhiều nha. Cho nên cái thần thông này là chỉ là muốn thôi. Các vị chỉ muốn, như trong chú giải có ghi là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn có một vị La Hán buổi sáng, ngài đang đứng ngày đánh răng xuống miệng ấy, thì ngài nghe một cái rắc, thì ngài mới nhìn lên thì thấy hai ông Sa Di ổng leo lên cây cao nhánh cây nó gãy, mà ngài đang đánh răng mà ngài nhìn thấy hai ông Sa Di mà ổng ở trên nhánh cây bị gãy, vậy mà ngài vẫn kịp nhảy, là nói theo kiểu vi dụ pháp đó, là vẫn kịp nhập thiền rồi hóa thông. Nhưng mà thật ra thì đó là nói dài muốn thôi. Thì là khi giờ ngài vừa nghe cái rắc, ngài nhìn lên đó là ngài thấy liền, thấy hai ông Sa Di rất mà nói như mình rất là một ông cũng chụp, hai ông rồi chụp phải nhiều không, ngài chỉ muốn thôi, ngài chỉ muốn họ hãy được an lành. Ngài chỉ chú nghĩ là họ hãy được an lành là họ đáp nhẹ nhàng như một cánh bướm như một cánh bướm nha. Thì ở đây Đức Thế Tôn sau cái giờ ăn đó, thì ngài có thể ngài nhập thiền quả, hoặc là có thể là ngài chỉ an trú chánh niệm thôi. Và tôi còn nhớ một cái điều nữa là có người đến hỏi Đức Thế Tôn vì muốn trở thành La Hán thì phải làm sao. Đức Phật nói là tu tập tứ niệm xứ, rồi khi mình đắc A La Hán rồi thì bị an trú trong cái gì. Đức Phật ngài nói rằng vẫn tiếp tục an trú trong tứ niệm xứ. Cái bài kinh đó mà tôi quên mất, bài kinh đó để đâu tôi quên mất, mà tôi nhớ có bài kinh đó. Tức là Bạch Thế Tôn, để trở thành một vị A La Hán thì vị đó phải sống làm sao, phải an trú trong cái gì. Đức Phật nói trong tứ niệm xứ, rồi khi mà đắc rồi, đã lên tới cái cảnh giới La Hán rồi, ngon lành rồi, không còn chuyện phải làm nữa, gánh nặng đã đặt xuống, không còn gì để làm nữa, không còn gì để trao dồi nữa, thì vì đất sống trong cái gì cho Phật nó vẫn tiếp tục được tự thường xuyên, chỉ vậy thôi, không có gì khác hết. Đó là bởi vì đó là cái sự ăn trú tối thường, sự ăn trú là tối hậu, sự ăn trú sau cùng. Một cái người mà đã không còn phiền não nữa, hoặc là cái người mà đã hiểu được đạo thì phải nói rằng, thì tôi thấy là trên đời này không có một cái chỗ ăn trú nào tuyệt vời hơn là tứ niệm xứ. Có nghĩa là biết rõ là mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào, chỉ vậy thôi. Cho nên là cái ông này là ông sau khi mà ông xuất gia xong rồi ông xuất gia là hả, còn quên nó, còn nó trở lại chịu Đức Phật xin lại cái ngài đó, thì nãy tôi nói rồi, tức là trung kinh nói là sau khi chúng tôi dùng cơm xong thì ngài mới là nghỉ trưa bằng cách là ngài nhập thiền, hoặc là ngài sống trong chánh niệm ha, sống trong chánh niệm. Xong rồi thì buổi chiều thì có cư sĩ họ đến để mà nghe pháp, cư sĩ họ đến nghe pháp. Rồi trong khi thuyết giảng, cư sĩ nói, cư sĩ đặt ra để nói cho đại chúng, có chư tăng ngồi đó. Rồi buổi tối là chỉ riêng cho chư tăng. Rồi buổi khuya đó thì trả lời câu hỏi cho chư thiên, phạm thiên một số. Rồi cái rạng sáng thì ngày trả lời chư thiên xong, ngày vào ngày nằm một chút. Rồi rạng sáng thì ngày mới là dùng cái Phật nhãn để ngày quan sát, rồi ai là người mà để hôm nay ngày độ, ngày độ người cách nào, cần cái gì. Có nhiều trường hợp ngài thấy rằng cần có sự có mặt của ai đó, cần những sự có mặt của ngã nan, và cần sự có mặt của ai đó thì ngài sắp xếp, còn không thì mới một mình ngài thôi, thì ngài đi một mình. Bài khái về kinh này là như vậy. Bây giờ qua cái bài kinh tiếp theo này là bài kinh Uống Định Giác. Đây, cái bài kinh hồi nãy là tôi nói là đây là bài kinh hay nhất, bài kinh một trong những, chứ không phải là nhất, mà một trong những bài kinh hay nhất mà tôi theo tôi đó là hay nhất ở trong Tâm Tạng đó. Tức là một lần đó Đức Thế Tôn ngày đi cất kinh, ngay ngồi nhà của ông Bà La Môn là Uddiyat là tiếng Bali Uddiyat có nghĩa là sunrise, là mặt trời mọc. Quý giá là mặt trời mọc. Thì đúng là cái tên tắm cần dịch, nhưng mà tại vì tôi tiện đâu, tôi nói đó thôi, biết đâu bà con thêm được chữ nữa nha. Một cái vấn đề mà sanh con, có con mà cho nó đi chùa, mà muốn cho con mình có cái tên Bali giống như bên gì đó,
bên 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 Cơ Đốc mà người ta có tin thánh như thế, thì hoặc là nhiều khi mình vô trong internet, mình vô Facebook cũng có, cần có một cái nickname, mình biết được nhiều chữ Bali cũng hay. Ví dụ như tôi có khuynh hướng là tôi muốn là thay vì đặt pháp danh cho Phật tử, mình nếu mà cái tên nào thấy hay đó thì mình chẳng giữ nguyên, mình dịch từ Bali cho họ thôi. Ví dụ như trong Bali có cái chữ Wisakha, chữ Wisakha có nghĩa là mỹ nhân, giai nhân. Là sao? Là trong tiếng Bali là quý, xê sát, sa kha, mà tự ghi tắt là quý sa kha. Sa kha là gì? Sa kha có nghĩa là tứ chi, cái nhánh, cái cây mà nó có mấy cái nhánh này gọi là sa kha. Mà con người mình á, tay chân đầu cũng gọi là sa kha, có nghĩa là người này tai đẹp, chân đẹp, mặt mũi đều đẹp thì gọi là quý sa kha. Cho nên nếu mà trong trường hợp đó, mà nếu mà người đời mà tên là Diễm đó, thì tôi vẫn có thể dịch thành quý sa kha, sao đó tôi Diễm là đẹp. Và tôi nhớ hồi xưa có một cô tử ở Việt Nam ấy, cổ được ông sư phụ đặt tên là Kamna, là tâm bi á. Để cái cổ gặp tôi bên Trung Quốc, cổ hỏi tôi chứ cổ xin tôi, tại có nói cái chữ bi với nghe nó kỳ, mà cái chữ Karuna thì hay, cũng thích chữ Karuna lắm, nhưng mà dịch cái tên con gái vậy, cái bi thì kỳ. Tôi nhớ tôi đã dịch chữ mà tôi đến bây giờ tôi vẫn còn thích. Tôi suy nghĩ một lát tôi nói ok, tôi mới đặt tên, tôi dịch cái chữ đó là chữ Mẫn, chữ Karuna thì là Mẫn, mà tại cổ còn là con gái cho nên tôi tên chữ Nhi, chữ Mẫn Nhi, chữ tôi rất là thích, Karuna thì là Mẫn Nhi. Còn ví dụ như chữ Suchatita, Suchatita có dịch vị, dịch gọi là thiện hạnh. Nhưng mà nếu mà là tôi đó, mà học trò của tôi đó, thì tôi dịch là hạnh tử hoặc là hạnh quân, hạnh tử, hạnh quân, hoặc là hạnh nhi, rất là dễ thương, rất là nữ tính. Chỉ hạnh là đủ rồi, chứ cần có thiện ở đây. Bởi vì đã, khi người trí hạnh nằm trong ta, người ta dứt khoát là phải là thiện, chứ là ác hạnh. Hạnh tử gọi là hạnh quân, gọi là hạnh nhi, ví dụ như vậy. Còn người đi chủ sơ kha mà chỉ là Diễm, không có cách nào chê được Diễm. Sự cho đến bà thân thì thiện hạnh, thì đi là hạnh tử, nghe ta rất là nhật, rất là nhật. Chỉ cần mà thảy vô bộ kimono nữa là cầm cái sushi đó là coi như là xong, là nhiệt bổ rồi, là thấy Ajinomoto rồi. Ok, các bạn, cái này nó hay chỗ này nè, nó hay cái chỗ này nè, là cái ông này đó, ông cúng dường Thế Tôn xong rồi ông có nói thế này, ông nói thì kiểu của mình bây giờ đó, thấy người ta cho được cứ tới hoài đó, ông nói vậy đó, nó thấy người ta cho được cứ tới hoài. Nhưng mà nói thật với các vị đó, là cái chỉ có Thế Tôn thôi, chỉ có Thế Tôn. Đúng là Đức Phật này mới nói ngài là con voi ở ngoài trận, coi như một con voi ngoài trận nó lại bao nhiêu cái lần tên mũi đạn mà nó cứ chĩa cho con voi, cũng giống như trước 55 mà lính ra trận là nó cứ kiếm anh chàng lính truyền tin á, lính truyền tin là nó kiếm anh lính truyền tin là nó bắn trước, bởi vì hễ cái anh này còn á là mình còn bị pháo kích mình nghĩ. Cho nên nó là hãy sáp luôn rồi bị cộng với kiếm nhà lính truyền tin là nó xử ngày đó trước. Đúng vậy, nói thì ngày xưa nó ra ngoài trận là mình nhìn con voi đó, bởi vì con voi đó, nó bự nhất, nó nguy hiểm nhất, mà đồng thời con voi đó thường là nó chở ông sếp, cho nên phải nhắm vào con voi. Bác sĩ thì ngài cũng vậy, Đức Thế Tôn là coi như là cái vai trò vị trí của ngài là cái chỗ nhắm của thiên hạ. Cho nên là vì cái lòng bạch chữ dấn thân đó, phải đối diện với đủ thứ hạng người mà phải nói là nhiều người thiên trời địa đất mà ngài phải chấp nhận. Mà ngài được cái gì? Không được gì hết, chỉ vì lòng đại bi. Có nhiều lúc đọc kinh mà tôi thấy mà ngài bị người ta mà đối xử tệ đó, tôi có cảm giác ngài giống như một người mẹ mà đi tìm con, mà gặp mấy đứa con mà con lu manh, nó không có nhận, nó không có biết mình là mẹ, mà ráng một bà mẹ già mà đi giữa lửa đạn, đi giữa lửa đạn đi tìm con. Một người mẹ già mà đi vào cái nơi mà
mà du côn du đảng để mình tìm con, những đứa con mà xăm mình ha, rồi ăn nói hỗn hào phạm thượng, mà tìm con về tắm rửa cho nó ăn, rồi lo cho nó ngủ, rồi may áo giá áo cho nó. Thì một vị chánh đẳng giác, tôi có nhiều khi tôi có cảm giác giống như vậy. Ngài đi vào cái chỗ mà phải nói là dơ bẩn mà lu manh mà dơ dạ, để mà đem đi tìm con, đem con về rồi chờ đúng được mà nó mà nó hiểu được thì thôi, mình cũng là quá mệt mỏi. Tôi từng thấy, tôi từng nghe, tôi từng thấy trong sách, trong phim những hình ảnh cái bà mẹ già mà nuôi con nó bị điên đó quý vị, nuôi con bị điên nha. Đoạn trường nó đấm, nó chửi mình đủ điều, rồi nó tiểu, nó tiện, rồi đút cơm nó phun vô mặt mình, rồi ráng mình cứ vừa lấy tay lau mặt mà vẫn cười với nó, ăn đi con, ăn tắm, năn nỉ nó, đều tắm cho nó. Thì chỉ có vị chánh đẳng giác mới là như vậy thôi. Người mẹ thì chỉ có thể vĩ đại với riêng con của mình thôi, nhưng riêng vị chánh đẳng giác thì tất cả chúng sinh trong đời, chỉ cần ai đó mà có duyên thì ngài lập tức ngài chịu cực, chịu khổ. Cho nên ngài gọi là Purisa Dhammasarathi. Purisa, tôi nói thật chứ còn mà cái râm này nè, nhiều lần và rất nhiều lần hả? Mà tôi thấy những ngày xưa tôi giảng là bất thật đó. Mà tôi thấy một hai câu trái mà không nghĩ là tôi muốn bỏ rồi. Mình nói mình không được cái gì hết, nó chỉ ngồi nó nghe không đó, mà ngồi nó phán, mà đôi khi nó còn ngữ dễ dàng hả? Mà chẳng hạn như trong đây có một người, tôi phải nói đó là không ai hiểu người đó bằng tôi. Tôi ghét lắm, nhưng mà dạ ông Dương Tiêu này nè, không ai biết Dương Tiêu bằng tôi đó, ông phùng ảo không gì đó. Nhưng mà tôi nghĩ giống như là độ sinh vậy đó, biết chút kỹ. Ok, ông theo khi ông mắng thấy tôi ông xong rồi thì ông nói là thấy sinh được thì sinh hoài. Thì nó còn trả lời thế này: chưa đâu, người như ta đó, đây là lần cuối cùng, không phải hoài đâu. Người như ông á mới là hoài. Cái chữ hoài đó là dành cho người như ông. Cái chữ hay quá đó. Cái chữ bu nắp bu năng, bu nắp bu năng là again and again, again and again. Nó cứ liên tục, nó cứ cứ hoài hoài như vậy, hoài hoài như vậy, làm nữa nữa nữa, video liên tục hết đời đều kiếp khác. Ông nói là ngài thấy sinh được rồi sinh hoài, cái nói không, người như ta không có hoài đâu, người như ông nó mới hoài. Ngài mới đọc được, ngài mới nói mà cũng kệ. Nhiều lần mà nhiều lần chúng gieo giải hạt giống, nhiều lần mà nhiều lần trời mưa đi mưa lại. Tôi không muốn đọc cái đó, mà tôi muốn đọc theo cái lời của tôi hơn. Lần này và lần khác, nông phu đi làm ruộng, lần này và lần khác, hành khất đi xin ăn, lần này và lần khác, người làm được thì bố thí, lần này rồi lần khác, người bố thí sanh thiên, lần này và lần khác, người ta, người mình mà nuôi bò đó thì lấy sữa, lần này và lần khác, bò mẹ tìm bò con, lần này và lần khác, phàm phu đi tái sinh, lần này và lần khác. Người ta phải xong rồi tự đó, cái ý về kinh này cái đúng gì đọc lại như vậy. Cái chữ bốn nắp năng được lặp lại 14 lần, rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Ông nói ngài thấy sinh được sinh hoài, ngài nói không, ta không có hoài đâu, ta có một kiếp này là hết rồi, có một kiếp này là hết rồi. Còn như ông tu đó ha, ông mới là hoài, chỉ hoài là chỉ của ông chứ không phải của ta. Như Lai không có hoài đâu, hết rồi, là từ lần cuối cùng rồi ha, đạt đi nam rồi, last minute rồi. Còn ông á mới là hoài nhé, tức là lần này và lần đời này để kiếp khác. Người thiện thì cứ làm thiện, đời này và đời khác, làm thiện rồi sanh thiên, đời này rồi đời khác. Người ác thì cứ làm ác, đời này và đời khác, làm ác để bị đọa, đời này và đời khác, cái phàm phu luân hồi cứ như vậy làm đi làm lại. Luân hồi đó là cái sự trùng phục, cái sự tái hiện. Cái sự trùng phục, cái sự tái hiện, cái thứ tế lui bao nhiêu nói tôi là ngựa quen đường cũ. Tôi nhớ hồi đầu năm nay nè, tôi có viết một cái bài từ bài tản mạng về tiểu lượng, có cái tựa đề là ngựa quen đường cũ. Bài ngắn thôi nhưng tôi nhớ tôi viết cái ý cũng hơi nhiều về cái chuyện ngựa quen đường cũ. Toàn bộ đời sống của chúng ta, toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại chỉ là ngựa quen đường cũ nha. Tất cả những nỗi khổ niềm đau, những niềm vui nỗi buồn của chúng ta trong cuộc đời này cũng chỉ là ngựa quen đường cũ. Mỗi ngày chúng ta tắm giặt,
chúng ta ăn uống, chúng ta vệ sinh, chúng ta buồn vui, chúng ta khóc cười, chúng ta đi đứng, chúng ta giao tiếp, chúng ta đi làm đụng cho tích lũy tài sản, chúng ta hưởng thụ vật chất, rồi chúng ta ưu lo lắng vân vân và vân vân, chuyện đó đều là những bu nắp bu năng, cứ lần này và lần khác cứ mãi hoài, cứ liên tục như vậy. Cho nên chỉ riêng cái bài kể này thôi thì nó cũng là cái cương lĩnh giáo lý của đạo Phật. Chỉ riêng bài kệ này thôi, nó đã là cái diện mạo dung nhan của tam giới. Chỉ riêng cái bài kệ này thôi đã nói rõ toàn bộ cái hành trình sinh tử của chúng sinh trong tam giới. Chỉ một bài kệ này với 14 lần lặp lại cái tiểu phu nắp phu năng. Yeah. Cứ mỗi ngày như vậy, cứ cầm đũa em, múc nước tắm, cứ nhớ lại thêm một lần nữa ta làm chuyện này. Và không cũng biết còn bao nhiêu lần nữa ta làm chuyện này. Những cái người mà họ có một cái lòng quan hoài về xã hội, làm chính trị, làm xã hội, làm họ mong là lập nên một cái thế giới này là một cái thiên đường nha, tại thế ha. Những nhà mà chính khách, những nhà hoạt động xã hội, những nhà giáo dục, ai cũng mong thế này ngày được tốt hơn. Cái chuyện đó là chuyện quá tuyệt vời. Nhưng có một chuyện, nếu mình nghĩ sâu nghĩ xa hơn một chút, nếu mà trái đất này mà nó hoàn hảo như là các cái chính khách, tôi nói chính khách ở đây là chính khách đàng hoàng, chính khách trời ơi, tôi mới nói thứ mà theo dôi mà ăn bã mà theo đốm ăn tàn, tôi mới nói thứ mà hoạt đầu chính trị, tôi mới nói nha, tôi chỉ nói là cái người nghiêm túc. Những cái nhà chính khách mà có cái lòng quan hoài, có cái lòng ưu tư ưu thời mẫn thế đó, mà nếu mà họ có biến cải cái hành tinh này nè bằng một cái học thuyết nào đó nha, bằng một cái chủ nghĩa nào đó mà biến cả thế giới này nó trở thành ra là tuyệt vời như cõi trời đạo lợi thì sao? Rồi thì sao? Nó sống hết 100 tuổi rồi thì nó cũng chết, nó cũng dắt nhau ra một nghĩa địa thôi. Trên cõi đạo lợi người ta sống 36 triệu năm kìa, rồi sao? Hết 36 triệu năm rồi thì sao? Ta tan loạn như một làn khói, rồi sao? Đi theo nghiệp của mình nha. 36 triệu năm gần cõi tứ thiên vương 9 triệu năm, rồi thì sao? Hết 9 triệu năm đó là tiếp tục vào một hành trình mù mịt, không lấy gì làm là cái sự chắc chắn hết, là lấy cái gì mà có thể tin cậy được. Cho nên là ở đây cái sự luân hồi đó là sự lặp đi lặp lại. Cái nên nhớ ở đời nó có hai cái sự lặp lại, sự lặp lại để mà quẩn quanh, còn trường thứ hai là lặp lại để mà giải thoát. Cái thiện mà thiện vô lậu á, cái điều làm nó cần được lặp đi lặp lại để chi, để quân tu. Ở đây cái quân, cái chữ quân, để các vị có nghe chữ quân tu không? Quân tu tức là mình tích lũy đó, tích lũy, quân tu tích lũy cái thiện pháp để mà đi. Có người đó thì họ tích lũy tài sản để mà ở, mình có người thì tích lũy để mà đi, giống như nãy làm ruộng đó, có người làm ruộng để mà ở lại với ruộng, có người làm ruộng để mà bỏ ruộng mà đi nha. Có cái điều thiện được mình lặp đi lặp lại để mình bỏ nó mình đi, còn có người làm thiện để tiếp tục sống ở lại trong tam giới này. Nói tất cả chúng ta ở đây là bản thân chúng tôi là người đang nói và quý vị là người đang nghe đấy, thì tất cả chúng ta ở đây là đã có vô số lần chúng ta sanh làm phạm thiên phi tưởng phi tưởng. Vô số lần chứ không phải là nhiều lần, mà là vô số lần. Vô số lần chúng ta là những vị chuyển lưng vương, vô số lần là Đế Thích Ma Vương, vô số lần là chúng ta vào ra A Tỳ Địa Ngục như là Thái Tử vào cung, tức nghĩa là chúng ta đi ra đi vô, đi ra đi vô thế liên tục và liên tục. Vô số lần chúng ta làm dồi bỏ là trùng dế là tôm cua vô số lần chúng ta sống nhôi nhúc ở trong mấy cái hầm cầu, mấy cái ống cống. Vô số lần chúng ta là những loài giả hạt ở núi cao. Vô số lần chúng ta là những loài kình như ngoài biển cả. Vô số lần chúng ta là lương là chặt ở trong bùn chúng sinh. Vô số lần rồi thì sao? Bây giờ chúng ta ngồi đây, cái chuyện trước mắt là chúng ta cũng tiếp tục buông nắp buông năng, lặp đi lặp lại. Nhưng lặp đi lặp lại cái gì? Đó là thiện pháp. Để lặp lại cái đó với cái lòng cầu giải thoát này thì sẽ không còn lặp lại nữa. Còn nếu mà không có lòng cầu đạo giải thoát đó, thì coi như là sẽ đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Bài kinh này đó là một kinh rất tuyệt vời.
trên cánh đồng sinh tử, người vắt sữa tiếp tục vắt sữa đời này qua đời khác. Trên cánh đồng sinh tử, bò mẹ đi tìm con, bò con đi tìm mẹ. Trên cánh đồng sinh tử, người hành khất cứ tiếp tục ăn sinh. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái bài kinh ni nè, mà nếu mà được dịch lại đó, thơ mộng một chút, nó đáng được xem là một bài hát, một bài nhạc đạo. Mà nói ra thì nó đau lòng, là chưa bao giờ mà chúng ta phải nhìn nhận là cái người Phật tử Việt Nam đó, có một loại nhạc đạo mình nó xài cái chữ kinh hoàng đó. Chứ đúng ra đó là cái bài, những cái bài này là rất là đáng để được những tu sĩ Phật tử, những nhạc sĩ chứ quên, những nhạc sĩ Phật tử họ dịch nó lại. Nếu mà không biết tiếng Bali cũng không sao, họ cứ dựa vô cái bản Việt này nè, họ viết lời lại, mà đã nói nhạc thì không nhất thiết phải bám sát nha. Ở đây ai mà biết nhạc nhạc ngoại thì biết mà, ví dụ như là Dòng Sông Xanh của Pháp đó, hoặc là Bến Thượng Hải, hoặc là Tô Châu Dạ Khúc vân vân, mấy cái đó, hoặc là Mùa Thu Lá Bay, người ta đâu có dịch sát quý vị, hoặc là Mùa Thu Chết nha. Như cái bài Mùa Chết của Apollinaire mà Bùi Giáng dịch đó, thì ông dịch sát trong đó hồi mà Phạm Duy ông dùng trở lại đó, thì phải nói là người ta lấy Đại Khải thuộc Tu Vi chẳng hạn, cái đó là ít lắm. Người ta lấy một ít lắm, người ta chỉ lấy cái melody thôi. Còn được họ ta lấy cả lyric một chút xíu rồi. Còn ở đây tôi nghĩ lấy hơi nhiều một chút, lấy hơi nhiều một chút. Mà cái bài này đối với tôi đó, nó rất là đáng được xem, đáng được xem là bài thần chú để mà tâm niệm mỗi ngày. Mà bài này, cái nội dung thơ mộng của bài này đáng để trở thành một nhạc khúc Phật giáo rất là tuyệt. Okay. Rồi cái bài tiếp theo là bài kinh Đi Bá Hy Tát. Bài kinh Đi Bá Hy Tát. Ở trong chú giải nói rằng đó là Đức Thế Tôn thường xuyên bị cái chứng đau lưng. Hả? Tôn thường xuyên bị cái chứng đau lưng. Chứng đau lưng mà do cái hậu quả của 6 năm khổ hạnh. Bởi vì Ngài là người rượu trước khi thành Phật, Ngài là người rất là thông minh. Ngài làm cái gì Ngài làm tới nơi tới chốn. Thì khi mà Ngài mà đi muốn đi tu thiền với hai sư phụ, với sư phụ chỉ nói sơ là Ngài đắc cái đẹp. Nhưng tới lúc Ngài khổ hạnh á, thì Ngài nghĩ hành hạ nó phải được đầy đọa. Để Ngài thử cái pháp môn mà Ngài cũng thử thật. Vì Ngài quá thông minh nên Ngài nghĩ được nhiều cách mà để phá cái thân này cho nó hư. Dễ sợ như vậy. Thì do cái tiền nghiệp này, do cái tiền nghiệp Phật Tông mà kêu đó là thị hiện, là lòng đại bi cho Ngài phải khổ hạnh như bên Phật giáo Đông Tông nó không. Nó do cái nghiệp. Cái nghiệp hồi xưa Ngài từng có cái một câu nói bất kính với Phật cái nhiếp đó. Ngài nói là vị này, Ngài nói cái vị này là chậm chạp đó. Vị này thầy Phật thì có Phật nhưng chậm, chắc là đó đắc quả chậm. Chỉ có cái suy nghĩ đó thôi, chỉ có suy nghĩ bất kính như vậy thôi. Mà tại sao Ngài nói vị đó chậm? Vì hiểu lầm. Khi mà Ngài nhìn thấy Đức Phật cái nhiếp mà giảng đạo cho một người chậm, thì Ngài mới dùng một cái ví dụ, dùng cái cách nói mà nó tương ứng với cái trình độ của người đó nha. Cũng giống như bây giờ mà mình tiếp xúc với một người nông dân mà ít học nha, thì mình nói dùng những cái từ ngữ mà cao siêu, những hình ảnh mà mắc mỏ họ không có hiểu, mình cũng phải đem cái chuyện mà đồng ruộng lúa nước ra mình nói với họ chứ. Mà nếu mà xui đó, có một Phật tử nào mà họ nghe mình nói chuyện, nó thằng cha này dốt, nãy giờ nghe nó toàn là chuyện ruộng đồng không à. Nhưng mà bây giờ nó khổ chỗ là họ tưởng ông giảng sư đó là dốt, mà thật ra là tại cái ông đó ông đang tùy duyên đó, nó khổ vậy. Mình thật ra mình dốt hơn người ta mà mình biết đó. Thì ở đây Bồ Tát cứ nghe Phật Ca Diếp nói cho người khác, thì cái cách nói đó không có được như là Ngài nghĩ, không như là Ngài mong đợi. Ngài nghĩ cái vấn đề này nếu gặp mình sẽ nói hay hơn, nhưng là cái hay đó hay cho mình, cái hay đó xài mới được. Trong khi cái Phật Ca Diếp đó, Ngài dùng cách nói đó để Ngài độ cái người kia. Cái đó là cái thiện xảo của Ngài mà mình biết đó. Chỉ vì cái lòng bất kính đó cho nên đời này Ngài phải trải qua cái thời gian khổ hạnh tới 6 năm, nó lâu quá chứ. Lâu. Cái Phật khác đó, là người ta maximum là chỉ có 10 tháng thôi. Tối đa chư Phật là chỉ có 10 tháng thôi. 10 tháng, 3 tháng, 1 tháng. Rồi có vị chỉ có 7 ngày, tối thiểu là 7 ngày mà tối đa là 10 tháng. Nhưng mà riêng Đức Bổn Sư của chúng ta đó là tới 6 năm. Mà mấy vị Phật khác người ta khổ hạnh đại khái thôi, tượng trưng. Ví dụ như người ta nhịn ăn ngày, rồi người ta nằm trên đất ngày,
nên nghỉ tắm 2 ngày, ví dụ như vậy. Ta thử chút chút cho vui vậy thôi, nín thở chừng 3 giây, 3 nốt nhạc, cái này ta thấy là thôi, cái này xả được. Tức là mỗi thứ chút 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 cho có hết vậy đó. Còn Đức Bổn Sư chúng ta đó thì sao? Cái nào đi ra tới tới cái đó. Ngài từng vì pháp khổ hạnh mà ngài ốm đến mức mà rè bụng đụng lưng, rè lưng đụng để nó đụng bụng, đụng nó phiêu được, nó cảm được cái trước dễ sợ như vậy. Ngài ốm đến mức mà cái hai cái mông này nó giống như cái móng của lạc đà. Ngài nói ngài ốm chín ngày kể lại, ngài ốm đến mức mà hai cái mắt cái ngài nhìn giống như hai cái giếng vậy đó. Ngài ốm đến cái mức mà các cái đại nhân, các cái hảo tướng là biến mất trong không gian, mất sạch. Là ngài ốm đến mức như vậy. Ngài ốm đến mức mà coi như là nhiều vị trời cứ tưởng là ngài chỉ có chết thôi. Đó, ngài ốm. Rồi ngài ở ra vào trong cái chuồng bò, ngài lấy phân bò ngài bôi lên người của ngài rồi sao nữa. Rồi ngài ăn phân bò rồi ngài mới đi vệ sinh ra, ngài mới ăn trở lại cái đó. Mà cái đó không phải là ngài bị nghiệp, ngài phải ngài không biết dơ, mà vì ngài muốn, ngài nghĩ rằng tại ngài muốn theo đuổi tất cả các pháp môn ở đời mà để trở thành vị chánh đẳng giác, trở thành một vị Phật, ngài muốn giác ngộ mà tha thiết như vậy. Cho nên nếu mà coi kinh mình coi không kỹ á, mình cứ coi toàn lấy phần cái phần mà ngài đã thành đạo rồi đó thì không còn gì để nói nha. Nhưng mà nếu mà coi kinh mình coi kỹ đó, coi lại lần nữa đi, sẽ thấy rằng ngài vĩ đại ngay trước khi ngài thành Phật rồi. Từ một ông hoàng muốn gì cũng có ha, mà vô trong rừng ấy mà coi như là ngủ kê gối bộ xương vào những ngày mùa đông ấy, thì không mặc gì hết, rồi xuống suối lặn nó ngâm, rồi những ngày mùa hè thì ngày ngồi ngồi phơi nắng, ăn thì nhịn không ăn hoặc là ăn đồ dơ. Rồi ngày có những cái hạnh tiễn ly là sao, có nghĩa là ngày phát nguyện là trong suốt thời gian này ta sẽ không gặp ai hết, một người cũng không gặp. Có những lần ngày đang ngồi giữa trưa nắng chang chang vậy đó, mà ngày nhìn thấy có cái bóng người chăn bò đó, là ngày phải bỏ ngày đi sâu vô, đi ngày lẩn tránh không gặp, bởi vì đó là một cái hạnh mà một trong những cái hạnh mà của Ấn Độ rồi đó, cái hạnh độc cư tiễn ly. Nói chung là cái hạnh nào là ngày làm tới nơi tới chốn, chính vì vậy cho nên khi ngày thành Phật rồi đó, cái hậu quả là ngày bị nhiều cái chứng bệnh hậu, Việt Nam cái bệnh hậu á. Thì hôm nay trong bài kinh này là nói cái bệnh hậu của ngài đây. Khi mà ngài bị bệnh như vậy đó, trong đây ngài Minh Châu còn dịch là bệnh phong khí. Tiếng Bali gọi là Vata Hipa là bệnh do gió. Vậy để gắn tắt thì vậy thôi. Bệnh do gió. Mà đây là thứ nhất là đây là cái ngôn ngữ của người Ấn hồi xưa hồi kia như vậy đó. Chứ còn nếu mà mình ráng gồng dịch cái bệnh này ra tiếng Việt Nam thì tôi khuyên là không có nên. Tại vì mình không biết chính xác là ngài bị cái gì, mà trong chú giải chỉ có nói là ngài bị cái bệnh do hậu quả của 6 năm khổ hạnh thôi. Nó lâu lâu nó hoành hành một lần như vậy đó, cái bệnh đó đó. Lâu lâu nó hoành hành một lần như vậy. Thì ngài mới hỏi ngài Upavana, ngài hỏi vậy chứ là ông có thể tìm cho Như Lai một ít nước nóng được hay không? Theo đúng luật á, nếu mà cái chỗ này bà con không có biết luật á thì bà con sẽ ngạc nhiên là tại sao mà cái gì cũng đi sinh là sao. Ngay cả trong tin các bụi sẽ có lúc đó, có những vị Phật độc giác mà cần có miếng đất sét mà cũng phải đi xuống với chỗ thợ gớm để mà sinh. Nếu mình không biết luật á, ở trong luật nói rằng là cái vị Thánh La Hán và cái vị tỳ kheo phàm mà giữ giới trong sạch là những người không có đào đất, không có đốn cây, không có nhổ cỏ, phải nhớ cái đó, và không có nhúng lửa, không có nhúng lửa, vì tỳ kheo không có nhúng lửa được, nhúng lửa nó chết chúng sinh, đào đất cũng vậy, rồi đốn cây, làm nhổ cỏ cũng chết chúng sinh, nha. Cho nên là ở đây các vị đó bị đã đi sinh, hồi xưa có lực dễ sợ như vậy đó, mà điều đó đúng quý vị. Quý vị cũng biết một chuyện mà nó dễ sợ đó, khi mình nhấm lửa như vậy nó chết biết bao nhiêu chúng sinh. Cho nên một vị tỳ kheo mà giữ mình nhớ cho nó tròn đó, là nghe cái kiếp này là vị đó coi như đó là né anh tránh được vô số cái ác nghiệp, nhiều cái ác nghiệp. Thì chỉ riêng mà mình nấu nước sôi, cái mình tạt nước sôi nè, thế nè, mà đốn cây nè, mình nhổ cỏ, chỉ riêng chỉ nói là mình đã là xâm phạm quyền lợi của vô số chúng sinh mà mình không biết, chỉ riêng chỉ đó thôi là mình đã xâm phạm quyền lợi của vô số chúng sinh nha.
những cái loài mà nhỏ bé mình không thấy, hoặc là những cái loài mà khuất mặt trước mặt mình không thấy. Ở đây có một chuyện mình cũng nói thêm là ngài Upawana này là ai? Là trước khi mà có ngài A Nan làm thị giả thì Đức Phật có nhiều thị giả lắm, nhưng mà ở vị như vậy thì chỉ làm một thời gian ngắn rồi xin Đức Thế Tôn bỏ đi cũng có. Còn Thế Tôn thấy cái vị đó đắc A La Hán thì ngài cũng không có cho tiếp tục phục vụ ngài nữa. Cũng có, hoặc có nhiều vị chưa đắc thì hết vị cũng chán bỏ đi cũng có, hoặc là có cái việc riêng gì đó, đi học hành gì đó bỏ đi cũng có. Thì ngài Upawana này là một những vị thị giả đó. Và ngay cả khi mà có ngài A Nan rồi thì tỉnh thoảng những cái không có mặt ngài A Nan thì cũng có những vị khác họ lo cho Đức Thế Tôn. Lo đó nghĩa là sao? Là vì lòng tôn kính chứ Tăng không muốn Đức Thế Tôn phải chạm tay vào một số chuyện, chỉ vậy thôi chứ có gì hết. Còn nếu nó theo nó tâm linh một chút, Thế Tôn có cái phước để mà chuyển nguyên dương, tất cả đệ tử mà nhìn thấy ngài đó là họ đều phải muốn làm cái gì đó, muốn làm cái việc gì đó đặc biệt như vậy. Ngài có cái phước đó, ngài có cái phước đặc biệt đó, tức là khi họ nhìn thấy ngài là họ phải nghĩ đến cái chuyện làm cái gì đó cho ngài, họ không muốn để ngài có động ra động chân. Đại khái như vậy, đó là cái phước đặc biệt. Trong chú giải còn nói thêm nữa là thời Thế Tôn còn lại thế, kể cả những vị tỳ kheo mà sống trong chỗ rừng sâu núi thẳm nha, cách xa Thế Tôn ngàn ngàn vạn dặm ở những quốc độ khác nhau, nhưng mà chỗ hễ Thế Tôn còn sống thì lúc nào thời nay nè, tăng ni cư sĩ trong nhà hay có cái bàn thờ Phật cũng có. Khi Thế Tôn còn đại thế đó, thì chỗ nào chư tăng chư tỳ kheo ở đó, họ cũng có một cái chỗ ngồi sẵn. Dù là cái họ nghĩ rằng cái cơ hội mà Thế Tôn mình đặt chân tới đây đó là chỉ là một trên một tỷ thôi, một trên một tỷ, thì họ nghĩ là người như mình đâu có cái đáng gì để Thế Tôn tới. Nhưng mà lúc nào Thế Tôn chú giải nói là tăng ni ở đâu đi nữa cũng phải chuẩn bị một cái chỗ ngồi giống như mình, một cái bàn thờ đó, một chỗ ngồi trống để thì một người như Thế Tôn nếu mà ngài muốn có mặt đó, thì chỉ có tích tắc thôi, nháy mắt là ngài đã có mặt. Cho nên dù mình không dám tin mình sẽ tới đây, nhưng mà cứ lỡ có gì đó là lỡ mà ngài đặt tin tới ngài có chỗ ngài ngồi, chỗ xứng đáng để cho ngài ngồi, và cái chỗ bản thân mình cũng không có dám đụng tới, mình chỉ có biết lau dọn thôi. Đặc biệt tôi đọc nó, tôi phải rất là tỉ sốc, rất là cái cảm giác rất là sốc. Tức là mình sống trong một cái thời điểm mà mình có thể hy vọng gặp được Đức Phật, thì chỉ cần mình có cái duyên đặc biệt mà ngài thấy mình có cái gì đặc biệt, thì một là mình tới được với ngài, không là ngài sẽ xuất hiện tôi ngay chỗ của mình. Và cái chuyện này đã xảy ra rất là nhiều lần trong đời Thế Tôn, đặc biệt lắm. Thì ngài Upawana này là một trong những vị thị giả Thế Tôn. Và khi mà Thế Tôn niết bàn ấy, thì vị này lúc có ngài A Nan nữa chứ đâu không có, nhưng mà lúc đó vị này cầm cái quạt quạt hầu Thế Tôn. Ngài Upawana này thì lúc chư thiên trong 10 muôn triệu, không phải đâu phải lỡ, trong vô lượng vũ trụ tới hầu Thế Tôn, có không được có nói rồi, 12 do từng kính mít giống như là bột mà người ta nén ở trong cái ống sậy vậy đó. Đó là cái nguyên văn trong kinh đó như vậy. 12 giờ tuần. Các vị còn nghe không? Thì lúc đó ngài Upawana ngài đứng ở quạt hầu Thế Tôn đó, thì chư thiên về hầu đông lắm. Đặc biệt đó là chư thiên họ muốn nhìn thấy Thế Tôn lần cuối cùng. Có một điều là do ngài Upawana đứng quạt hầu đó, cho nên người ta chỉ thấy cái lưng của ngài Upawana thôi, chứ họ không có những vị họ không nhìn thấy được gương mặt của Thế Tôn. Thì đúng với Đức Phật thì mới nói Upawana, hãy tránh sang một bên, đừng có đứng ngay trước mặt Như Lai. Thì lúc đó ngài Upawana là một vị A La Hán nha. Thì lúc đó ngài A Nan ngài không biết là vị này đắc A La Hán, nhưng mà ngài chỉ biết rằng Upawana là một vị tu hành rất là đàng hoàng, rất là tốt. Chỉ hai nữa, cái vị mà có thể đứng trước mặt Thế Tôn mà hầu hạ phục vụ cái vị, chúng ta nhớ cái điều này đặc biệt quan hỷ nè, cái vị tỳ kheo mà Đức Thế Tôn ngài chết là vị đó không phải là người bình thường, không phải là người tầm thường, vị đó không thể bất tịnh về giới, vị đó không thể nào có vấn đề về niềm tin được. Đừng hiểu lầm, Thế Tôn xua đuổi không phải, nhưng mà cái đức độ Thế Tôn không có thể nào, với cái đức độ Thế Tôn thì những cái vị mà tào lao đó họ không thể có mặt bên cạnh được, phải tức là phải có niềm tin được. 500 tỳ tỷ kheo mà đi bên cạnh Thế Tôn là những vị vị này phải là những bậc long tượng và công đức rất là nhiều đời, chứ không thể nào mà ở gần cái chánh giác mà mình mà trẻ nó thở mới gần được. Cái đức của ngài nóng lắm,
Nếu mình là người ok đó, mình rất là mát, gọi là ân triêm lợi đạt, ân triêm công đức. Mình là người đàng hoàng ở gần như một quỷ Phật đó, là mình hạnh phúc lên, mát lạnh suốt ngày. Mà chỉ cần mình mà bất thiện đó, là mình nóng chịu nổi. À, cho nên ngày anh em hỏi Bạch Thế Tôn vì sao Tôn giả Upavana là một người hầu hạ Tôn cũng lâu ngày, mà đến giây phút cuối cùng thì Thế Tôn lại không cho phép hoạt hầu nè. Thì ngài nói rằng anh em có biết đêm nay có vô số thiên chúng về hồng Như Lai, Upavana đứng như vậy đó đã làm cho nhiều người họ phiền, chỉ vậy thôi. Nhưng trong chú giải giải thích một chuyện cũng thú vị, đó là thiên nhãn của chư thiên ấy có thể nhìn xuyên thấu núi non nhưng mà không thể nhìn xuyên thấu Tôn giả Upavana. Đặc biệt như vậy, biết nói có bị nghe kịp không? Có nghĩa là họ thấy họ núi rừng nhà cửa tường gác họ xuyên, mà đặc biệt Upavana là cầm ngài đứng ở đó là làm họ tôn, là coi như họ chịu chết, họ chỉ thấy cái lưng. Vì sao? Là vì thời Phật Ca Diếp ngài Upavana này là một thọ thành. Ngài tự nguyện bảo vệ một cái ngôi tháp xá lợi của Phật Ca Diếp, tự nguyện bảo vệ với một cái thiện ý rằng không để cho ai mà có cái lòng phá hoại đó mà đặt chân vô tới đây mà làm ăn gì hết đó. Với cái lòng đó cho nên đời đời kiếp kiếp này ngài sinh ra đó, thì bản thân ngài là một bức tường thầm, cái gì của ngài là không bao giờ bị trộm mất. Mà bản thân ngài là hào lũy đại tường thành, thần thông thiên nhãn không thể nhìn xuyên qua ngài được, mặc dù mình nó đều đặc biệt như vậy đó. Thì đó là trong chú giải của kinh Trường Bộ, gọi là su măng ca la vi la si ni, su măng ca la vi la si ni, chú giải Trường Bộ ha. Chú giải Trường Bộ, ok, mà kinh gì? Kinh Đại Bát Niết Bàn nhé. Đã nói rõ cho đó, nói rõ cho đó. Tức là tôi nói lại là ngài không nguyện gì cục vậy nghe, ngài không có nguyện, nhưng mà do cái phước đó, mình đẻ ra những cái dư như vậy, đẻ ra những cái dư như vậy, đẻ ra những cái dư. Thí dụ như bây giờ mình chỉ bố thí cũng dù trai tăng thôi, thì đời sau sinh ra mình giàu có đúng không? Nhưng mà do cái tâm của người bố thí, do cái tâm của người bố thí. Có người đó thì họ sinh ra đó, họ rất là giàu có, nhưng mà cái giàu có đó là phải do họ có chút động tay động chân, họ mới giàu. Rồi còn có những người đó là họ sinh ra họ giàu mà kiểu tập ấm, biết tập ấm không? Tức là đẻ bọc điều á, phụ nếp á, có nghĩa là vừa ra cái là có nguyên núi tài sản nó chờ rồi. Đó. Còn có người số giàu lắm nhưng mà phải có động tay động chân. Đó. Phải động tay động chân, có nghĩa là cũng phải có chút đỉnh mồ hôi nước mắt rồi nó thì nó mới tiền bạc nó mới vô được, là giàu lắm nha, là cũng ngon lành rồi, thì cũng có chút xíu mồ hôi chút xíu nước mắt thì nó mới giàu đó, đại phú đại gia. Nhưng mà có mệt mỏi. Còn có người thì coi như là ví dụ như mình thấy con trai của ông Quỳnh Phi Dũng, Dũng Lò Vôi ở Bình Dương, nó mới có chút xíu mà nó coi như là nó thừa kế một cái tài sản mà kinh khủng. Còn đồng khi nó có những đứa bé ở Mỹ đó, nó vừa sinh ra đời đó là nó đã cổng nợ rồi. Đây cái nhà mà của ba má nó ở đó là cái nhà nó là chưa trả xong. Nếu mai này mà ba má chết rồi đó, thì nó ở cái nhà nó tiếp tục phải trả nữa. Ở Mỹ nó vui vậy đó. Ở Mỹ nó có trường hợp là đứa nhỏ trong bụng mẹ là nó đã có nợ rồi. Dạ, là nợ vậy đó. Cái là cái nhà của ba má đó là ở Mỹ là mua nhà mà bằng nợ thì nhiều lắm, rất là phổ biến. Cho nên ba má nó chỉ cần ba má nó ở trong cái nhà mà trả chưa xong thì coi như là cái thằng ở trong bụng ấy, là nó đã là một con nợ rồi đó. Ở trong khi đó có người thì chưa ra đề là đã là có tài sản bên ngoài rồi. Thì ngày có ba nói ngày mới là đi ra ngoài làng á, ngày đứng ở chỗ một cái ông mà ngày biết rằng là có thể mà nhờ được á. Ngày ông bác đứng im lặng đừng hỏi ngày cần cái gì, ngày ông báo là Thế Tôn mới là bị bệnh, bị cần nước nóng. Ông nghe như vậy lập tức là cho người đem tới liền, đem tới liền. Để đây cái đây ở trong bài kinh này nếu mà mình đọc và đọc cho kỹ mình thấy được nhiều diễn đặc biệt lắm. Thứ nhất là tỳ kheo không có tự nhóm lửa. Điều thứ hai là cái cách sinh rất là dễ thương, đi đến đứng trước nhà người ta chỉ im lặng thôi, chờ người ta hỏi.
rất là dễ thương. Phải nói là cái tại sao ngày xưa có những người cư sĩ họ dám chết vì đạo, là bởi vì ngoài cái chuyện mà họ nhìn thấy chư hiền thánh như Thế Tôn mà cảnh chí thượng tinh tấn, thì chỉ riêng cái cách cái hành trạng của các tỷ kheo nguyên thủy là đủ làm cho người ta chết được. Phải nói nhất là kỹ trong kinh cái nghi hạnh của một vị tỳ kheo mà nguyên thủy đủ để làm cho người ta chết được, tức là phải là một cái người mà chân tâm chân tu mà cầu đạo giải thoát thì mới chỉ mới sống được cái cuộc sống mà còn nguyên thủy như vậy. Dễ thương vô cùng, ôm cần ôm gì đó ôm bác đứng chờ cho người ta hỏi, và đặc biệt là cũng không xin cái gì đặc biệt, nhiều lắm là thuốc chữa bệnh thôi. Đặc biệt chỗ đó nếu mà kinh phải đọc cho kỹ cho nên bên chỗ này lướt qua là nó thấm nha. Nhớ là hình ảnh thì cái không chỉ dễ sợ lắm, đáng ngờ lắm. Rồi thì ông mới đem nước vào, cho người đem vào, rồi sau đó ông mới trong trung chánh kinh thì nói sơ sơ và trong chú giải nói rằng là ông vui lắm. Ông mới suy nghĩ thế này, hôm nay tức là sau khi cho người nhà đi gánh nước nóng bên chùa rồi đó, thì ông mới suy nghĩ hôm nay ta vừa làm một cái trọng nghiệp thiện, thì những gì mà ta nghe là Thế Tôn là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ta không ngờ hôm nay cái con người vĩ đại đó, cái nhân cách vĩ đại đó đã bị bệnh, và đệ tử bị đó đi đến chỗ của ta mà đi xin miếng nước nóng. Ông nghĩ tới đó là ông đã lạnh xương sống. Mà nếu các vị không có niềm tin thì các vị nghe tôi nói các vị thấy lạ, tại sao mà tôi lại thổi phồng chứ đâu mà sẽ thật như vậy. Mỗi con người một cái nhân cách như vậy mà hôm nay cho đệ tử đến nhà mình để xin miếng nước nóng. Bây giờ đừng nói đến Đức Phật là quá cao nhé, bây giờ mình nói người ngày nay thôi. Quý vị tưởng tượng Phật tử Việt Nam và Đức Bắc Tông một ngày nào đó ngẫu nhiên mà thấy có một ông thầy hả? Ông thầy đến trước nhà mình hỏi xin một cái cây, một hộp cù là hay cho dầu gió để về, mà nói, bữa nay có hòa thượng tôi về thăm mà hòa thượng bị bệnh mà nhà không có đổ gió, không hòa thượng nào, hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Nhất Hạnh ở bên nước ngoài mới về, giờ một thầy bị bệnh thì cần cầu gió. Tôi tưởng tượng nếu mình một người Phật tử Bạc Tông ha, mà mình nghe nói bây giờ người ta đến người ta xin mùng mình cái hộp cù là, một cái chai dầu nhị thương đường sông thập để về cầu gió cho hòa thượng Thanh Từ đó, thì các vị nghĩ sao? Nếu mình là một người Phật tử biết đạo có niềm tin, một vị dân tăng như vậy đó, mà mình có dịp để mình cúng dường cho dầu gió thì mình hạnh phúc kinh hoàng lắm, dễ sợ lắm. Cuốn hồ kia là để một bậc đại giác, một bậc đại giác. Ông vui lắm, ông vui lắm. Cho nên ông đi vào ông hầu Thế Tôn, ông vui lắm, nhưng mà ông vẫn hỏi một câu gần như thừa. Ông hỏi gì chứ? Cái người nào đáng là bố thí? Bố thí với ai mà báo nhiều nhất? Trước khi ông hỏi đó, ông đã biết cái câu trả lời rồi. Mà ông bị ổn qua nghĩ mà hỏi. Ông hỏi để mong được nghe ngài xác nhận một lần nữa. Chứ ông biết cái người mà được xem là đối tượng xứng đáng phải là người đại khái như thế nào. Thì ngài trả lời, chúng ta thấy rồi, ai biết được đời trước, ai thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt từ tại sanh. Thì chỉ biết được đời trước ở đây là sao? Nó có hai nghĩa. Một là biết bằng cái túc mệnh minh nha, tức là cái khả năng á, nhớ được đời trước, biết được đời sau ha, nó là túc mệnh minh. Mà cái người mà có khả năng đắc túc mệnh minh là cái người như thế nào? Phải là cái vị đắc ngũ thông, phải là đắc ngũ thiền. Mà muốn đắc ngũ thiền là chuyện đầu tiên là anh phải ly dục, lìa xa năm triền cái, đó là tối thiểu, điều kiện tối thiểu nha, đó là túc mệnh minh. Nhưng mà cái hiểu đó chưa ghê, cái hiểu sanh tử đó, hiểu chuyện luân hồi có ba cách nha. Cách một, nhớ quả luân hồi bằng túc mạng mình, rồi biết nhân luân hồi bằng sanh tử mình. Đỡ gì nữa,
rõ nhân quả bằng tuệ quán ba cái. Cái thứ nhất á, cái chữ ở đây thì hiểu rộng, biết được đời trước, thấy được thiên thú là sao. Thứ nhất á, là biết được được chút bằng minh, có nghĩa là biết rõ là ngò thọ hành tấm tướng ngày xưa sanh ra đó, sống bao lâu bao lâu, à, hình hài mặt mũi làm sao, buồn vui làm sao, thì đó gọi là nhớ luân hồi, và nhớ như đó gọi là nhớ quả luân hồi nha. Rồi biết nhân luân hồi bằng sanh tử minh là sao, là biết cái túc mạng minh, là biết ờ hồi đó tôi làm vua, cái đời sáu kiếp tôi làm ăn cướp, tôi làm ăn mài vân vân, thì đó gọi là chỉ nhớ quả luân hồi thôi, nhớ bằng túc mạng minh. Nhưng mà biết cái nhân luân hồi bằng sanh tử minh làm sao, có nghĩa là biết rõ nhé, biết rõ là tại sao kiếp đó tôi làm ăn mài, nghiệp nào mà đã khiến cho tôi làm vua. Ở cái biết thứ hai là biết ghê, còn cái chỉ túc mạng minh là chỉ nhớ thôi, nhưng cái sanh tử minh là phải thấy ghê, tức là biết à, cái túc mạng minh là giúp cho mình nhớ được cái kiếp mình làm ăn mài, làm kỹ nữ, à, làm ăn cướp, làm dữ bản, làm vua. Còn cái sanh tử minh là biết rõ nghiệp nào mà nó dẫn đến cái đó. À, nhưng mà hai cái này chưa có ghê. Mà cái thứ ba là biết rõ nhân quả bằng tuệ quán, bởi vì ở trong chú giải niệm xứ có ghi rằng là bất cứ niệm xứ và chú giải của cô ngải dạy như ngày cô ngải giới đạo nói rằng bất cứ một cái nhớ nào về quá khứ thì hay là những cái biết nào về tương lai, về kiếp sống tương lai thì cũng chỉ là cái nhớ về năm quẩn, chỉ là cái nhớ về danh sắc. Mà đúng là cái này cũng chẳng cần kinh gì hết, tự động người học A-di-đà, tự động người hành giả biết rồi. Nhưng mà cái câu nó không phải nói như vậy, câu nó không quan trọng. Tôi rất quan nghĩ khi tôi đọc được câu đó, tức là tất cả những cái nhớ về quá khứ, tất cả những cái nhớ về kiếp sống quá khứ, tất cả những cái đoán biết về đời sống tương lai thì cũng chỉ là những cái biết về năm quẩn mà thôi. Thì cái này là mới ghê. Thì trong bài kệ này đó là ai biết được đời trước, thấy thiên thú ác thú, đoạn diệt được tế sanh, thắng trí Phật Mâu Ni, là như vậy. Cho nên chúng tôi đọc ở đâu đó một cái câu chuyện là ba vị tỳ kheo đang ngồi với nhau trong rừng. Thì một vị thứ nhất, thì ba vị đang ngồi trong rừng, thì bốn vị chứ, bốn vị ngồi, thì một vị đầu tiên lên tiếng hỏi chứ, huynh đệ có thấy cái gì hay không, huynh đệ có thấy gì hay không. Bốn vị đang ngồi chơi nhau trong rừng á, thì trong đó có vị sư huynh mới hỏi là mấy vị có thấy gì hay không. Thì ông đầu tiên nói, tôi đâu thấy gì đâu. Tôi đâu thấy gì đâu. Thì bốn anh em ngồi trong rừng có ai đâu, thì nhìn quanh cũng rừng thôi. Ông tiếp đó là tôi thấy gì hết. Ông thứ hai nó ông cười, ông nói một vị sân là vừa đi nghe. À, kìa dễ sợ như vậy. Ông nói là ông nghe ông sư huynh hỏi lần đó là biết là một vị sơn thần là bồng con á, một vị sơn thần nữ mà bồng con vừa đi ngang ở chỗ của mình. Thì cái ông thứ ba á, ông nói là chẳng những bà bồng con mà bà đối với mình bà còn có lòng tôn kính nữa. Nhưng mà đến cái vị sự còn hỏi của sư phụ nói là chỉ là danh sắc thôi. Thì đó là bốn vị tỳ kheo đang ngồi nói chuyện với nhau, chỉ là ở phía sư huynh trả lời là chỉ là danh sắc thôi. Thì mình thấy ở đây là cái nhiều cái biết khác nhau. Cái vị thứ nhất là không thấy gì hết. Thì ở đây tôi không có chê nha, tôi không có chê vị đầu tiên. Nhưng mà cái đáng lưu ý đó là bốn vị này là biểu tượng cho bốn cái hạng người sống trong đời này. Có người thì không biết gì hết, có người thì họ biết, cái biết của họ chỉ vừa đủ để sống ở đời thôi. Nhưng có người cái biết của họ khả dĩ dẫn tới giải thoát. Khả dĩ dẫn tới giải thoát là có nhiều cách biết khác nhau. Tôi nói các vị nghe một chuyện nó hơi lạc lẽ chút. Ví dụ như các vị biết rằng các vị nhìn một các vị nhìn đây, cái chữ China, chữ China nó nằm một mình ở nghĩa khác, mà cái chữ China mà nó nằm trong cái chữ, nó cộng với một chữ que, nó sao nữa, China que. Tại sao tôi lựa chữ này để tôi ví dụ? Đúng. Tại sao tôi lựa chữ này? Là bởi vì cái chữ China nó đi xuất phát từ cái chữ Chin, là thành.
Tức là ngày xưa đó, cách đây gọi là cả 100 năm, 200 năm về trước, thì khi mà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc thì người Tây phương họ gọi Trung Quốc là nước Tần, bởi vì Đại Tần là cái lần đầu tiên mà Trung Quốc được thống nhất, và họ gọi mà nước Tần là trong cái tiếng Anh của Âu Mỹ nói chung, Anh, Pháp, Đức là đọc là chữ Chin. Từ cái chữ đó nó mới thành ra là cái chữ China trong tiếng Anh, tiếng Mỹ đó. Rồi thêm một chuyện nữa đó là có một thời kỳ, có một thời gian rất là dài thì chúng ta biết rằng đường hàng không ngày xưa là không có, đường thủy ngày xưa rất là hạn chế và rất là nguy hiểm, cho nên người ta đã đi ngã đường bộ, gọi là con đường tơ lụa đó, từ Trung Quốc đi qua bên châu Âu bằng đi qua bằng cái ngang cái ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là cái trạm nối giữa châu Á và châu Âu đó, cho nên bằng cái con đường này nè thì tơ lụa, hương liệu và đồ gốm sứ của Trung Quốc nó mới tới được với châu Âu. Và có một thời ở châu Âu ấy, là chỉ có giới quý tộc thượng lưu, đại gia giàu có mới có khả năng xài đồ gốm sứ thôi. Mà gốm sứ thời đó là tốt nhất, phải nó là đồ tàu, đồ Trung Quốc. Ngày xưa đó, cái chữ Trung Quốc đó, nó là biểu tượng cho cái sự sang trọng, cho cái sự tiện nghi, cho cái sự xa hoa. Cái chữ Trung Quốc nó ám chỉ cho cái gì đó nguy hiểm, giả trá, độc hại, nó khổ như vậy. Cho nên ấy, khi mà mình nhìn thấy cái chữ Chinaware đó, nó chữ này nó có nhiều lớp nghĩa. Thứ nhất, khi nào mình thấy cái chữ China không á, thì mình hiểu đó là Trung Quốc. Đó, chữ China cái nghĩa thứ nhất là Trung Quốc. Nhưng mà nó còn có một lớp nghĩa nữa đó, chữ China nghĩa là Tân. Đó là hai lớp. Cái lớp thứ ba đó là cái chữ China, khi mình thấy nó nằm trong chữ Chinaware thì mình không cần nhớ đến cái chữ Tần nữa, không cần nhớ đến chữ Trung Quốc nữa, mà chúng ta chỉ nhớ được có một thời gian rất là dài, mà chính cả đến cả bây giờ cái chữ China được dùng để chỉ cho đồ gốm sứ. Chẳng hạn như mình nghe nói dép Lào, dép Nhật hay là thuốc Tây gì đó. Tức là thuốc Tây ở đây là Tây phương chứ không phải Tây, đây không phải là Pháp. Còn dép Nhật cái này, ngày xưa cái người Việt mình biết cái loại dép kẹp đó là từ người Nhật. Sau đó thì cái thời gian rất là ngắn, thời gian người Nhật có mặt ở đất nước mình rất là ngắn. Nhưng mà chúng ta biết rằng sau đó là người nào ở đất nước Việt Nam mà không biết đôi dép Nhật, dép kẹp á, chúng ta biết chứ. Nhưng mà dầu ai làm cũng ghi dép Nhật. Cái dép Nhật cái đây nó lúc bây giờ nó không còn mang cái nghĩa về địa lý nữa, mà nó mang cái ý nghĩa là dép kẹp, dép Nhật là dép kẹp á. Ở đây cũng vậy, một vấn đề phải được hiểu qua nhiều lớp. Giống như nói cái luân hồi thì hiểu qua nhiều lớp, hiểu con nó biết được, và biết bằng cách nào, biết bằng túc mạng mình cũng là biết, biết bằng sâm tử minh cũng là biết, biết bằng cái trí tuệ quán cũng là biết. Các bạn nghe kịp không? Thì ở đây cũng vậy, giống như là cái chữ China này, nó cũng có nhiều cách hiểu. Cách hiểu thứ nhất, China là Tần. Cách hiểu thứ hai đó, China là nước Trung Quốc. Mà cách hiểu thứ ba đó là China là đồ gốm. Mặc dù cái nghĩa đồ gốm này nó vốn xuất phát là từ cái chữ Tần đó, nó từ chữ Tần đó, nhưng mà tùy cái biết của mình, cái sức mình tới đâu mình biết được tới đó thôi. Ok. Như vậy thì Đức Phật ngài xác nhận rằng ở đây đó, cái người nào mà có cái chữ mà cái trong bài kệ này có nghĩa là người nào thành tựu viên mãn chỉ quán thì là đối tượng xứng đáng. Rồi xong, thành tựu rồi xong, bây giờ là đánh giờ thử rồi. Thôi đủ rồi, không nói nữa, đọc đi. Cái bài kinh tiếp theo là bài kinh kể về cái chuyện một cái ông Bà La Môn giàu có rồi tin con nghe. Giàu có rồi tin con. Thêm bài này nữa đi. Giàu có rồi tin con.
là đem hết cho con nhé, đem hết cho con, rồi tới hồi mà con mà nó có được tiền bạc là nó làm dòm nó mặt mình nữa hả, thì chúng ta thấy rồi, cái chuyện này không phải ngày xưa mới có mà bây giờ đã có rồi. Thương con mà thương mù quáng nhé. Cái bài kinh này không phải chỉ chúng ta hiểu có một lớp mà còn hiểu có cái lớp sau nữa. Bài kinh này nó 20 lớp nghĩa. Thứ nhất là con là con của mình trên hình hài, chứ còn cái tâm tánh là nó nằm ngoài cái khả năng của mình. Đó là chuyện thứ nhất nha. Mình gọi là con ở đây là chỉ là trên hình hài thôi. Thứ hai, con mình giàu là gái hay trai, khi mà nó lớn lên thì nó đã thuộc về người dân rồi. Trai thì nghe lời vợ, mà gái thì nghe lời chồng. Nè. Cho nên đừng có hòng, đừng có hòng nghĩ là nó tiếp tục là con của mình. Nhưng mà cái sâu ở chỗ là gì? Cái sâu ở bài kinh này nó chỗ là bất cứ cái gì trên đời này nó cũng có vô số cách để nó lìa bỏ chúng ta. Mọi cái ước muốn ngày đấy đều rất là bất bên, không có điểm tựa, phải nói như vậy. Con mình sinh ra chắc kỷ lực của mình, cái mạng này của mình á, nay còn mai mất. Cái sâu và cái này nằm ở chỗ đó, tức là cái mạng của mình còn không tin được thì còn tin ai được nữa. Ở bên Mỹ trường hợp này nhiều lắm, có nghĩa là ngày xưa đi vượt biên, ở tại thành phố tôi ở Jacksonville, vượt biên, xưa họ đi vượt biên, hai vợ chồng qua đây đi làm, vừa đi làm vừa đi học, có được mấy, để dành mấy chục năm, mấy trăm ngàn đô la trong nhà băng. Rồi sau đó là giao cho con có gia đình, thấy mình già rồi, rồi tụi nó òn nghỉ, nó năn nỉ như thế nào không biết, giao hết rồi tụi nó nghĩ rằng bây giờ là mình đâu có cần nữa, mà tại vì tụi nó muốn cho con nó vui mới chia. Các vị tưởng tượng kia vừa xong một cái là trở mặt liền, là ở thằng Úc thì nó thắc mắc là chia tiền điều là sao ở với con mà sao mà ở với anh hai, qua anh hai thì anh hai nó tại sao chia điều mà không ở với thằng ba mà ở với con, qua thằng ba nó nói bữa không chia điều mà tại sao cứ ở chỗ con hoài. Rồi nó tìm cách nó đuổi khéo là nó nói là tháng sau là vợ con về nước rồi không ai lo cho má, thôi để con gửi má qua cho thằng hai thằng ba. Mà một thân già mà nó đá tới đá lui hai vợ chồng ha. Cuối cùng rồi đó, ông bố chết để làm bà xã, bà vợ không, tức là bà má đó. Mà coi như ngày xưa đó, đi đâu bị con đứa này đẩy qua đứa kia là mình đã tuổi thanh, mà dù sao cũng có hai vợ chồng. Bây giờ ông chết rồi còn mình bà thế. Mà nó xô, nó đẩy riết cuối cùng đó, là phải về bà ở với Úc. Mà con dâu Úc đó bà tệ vô cùng. Có một lần đó, nó gây thế nào đó mà nó hắt một cái bể rớt cái hũ xương chồng luôn, tức là hũ xương của cha chồng đó, đã để trong nhà đó, hắt bể. Và bắt đầu bà ngã bệnh. Và bà tự sát bằng cách là bà không tiếp tục uống thuốc nữa, mà bà giấu, đưa thuốc bao nhiêu bà giấu, cuối cùng bà chết. Và khi bà chết là đứa con trai nó hối hận, nó về Việt Nam, nó bỏ tiền ra, nó đúc 10 cái tượng Quan Âm cho 10 kiển chùa để mà chuộc lỗi, mình sám hối với mẹ. Thì tôi thấy cái chuyện vợ chồng con cái gia đình tài sản quý vị tôi không nói, nhưng mà phải nói là tôi không hiểu tại sao trên đời này tôi đang giảng đạo, tôi không nói chuyện đời ở đây đâu, nhưng mà tôi đang nói một chuyện cũng rất là đạo đó. Tôi nghĩ là đời nó không phải là tôi suối quý vị đang nghi, tôi không có suối quý vị sống mất niềm tin với người thân, nhưng mà phải nói là nó có tới trăm ngàn cách để mà chúng ta mất niềm tin nha. Nó có nhiều cách lắm. Dù không phải là người ta xấu, nhưng mà vì người ta ở trong hoàn cảnh có trường hợp trên này. Cho nên cái sâu bài kinh này nhắc nhở mình một điều: đời sống là bất trắc, đừng dạy khờ giao phó những vấn đề sinh tử của đời mình vào tay một người nào hết. Nhớ như vậy, bởi vì đời sống nó vốn là bất trắc. Hãy cẩn trọng để không nghi ngờ và không thất vọng ai hết. Đó là nguyên tắc sống của tôi. Hãy cẩn trọng với mọi người, không phải đa nghi mà là cẩn trọng với mọi người, để suốt đời này mình không có hờn trách, mình không có thất vọng với ai hết. Còn đằng này mình quá là hồn nhiên, quá vô tư, quá nhẹ dạ, mình tưởng nó là hay, tôi tu mà, tôi không có mày. Nhưng mà hỏi cho mình cái bằng Bồ Tát không? Bồ Tát thì khác. Bồ Tát ngài rất là, mình nhìn phớt qua đó, mình thấy ngài rất là nhẹ dạ, rất là vô tư, rất là hồn nhiên, rất là trẻ con. Không phải, cái gì ngài cũng biết, nhưng mà vì Phật đạo, Phật quả, vì cái lòng đại bi với chúng sinh,
mà ngài làm một người mẹ khờ, nó thẳng như vậy. Chứ đừng có thấy bắt chước mà thấy Bồ Tát ngài buông bỏ rồi mình bắt chước buông bỏ, nhưng thật ra là ngài đã biết cái gì ngài cũng biết, nhưng mà tại vì ngài là một người cố ý làm bà mẹ khờ để cho con nó vui. Mình yếu người đừng có đi nắm, các vị có nghe câu này chưa? Yếu người đừng có đi nắm, nghĩa là mình không có khả năng buông bỏ thì đừng có giả ngu. À, mình đối xử mình cứ trọn niềm tin vào người thân của mình, đến lúc nào đó mình bật ngửa, mình hận đời hận người thì chỉ nó càng không nên nhé. Chỉ quan trọng bản thân mình còn không tin được, mình sẽ tin được người khác. Cho nên ở đây đó, sâu sắc cái bài kinh này là chỗ đó, không tin ai hết, để không phụ, để không thất vọng ai hết. Ông này ông giao hết tiền bạc cho con, để sao cuối cùng thì con không có bỏ ông. Mình đọc rồi mình thấy thương ổng thì ít, mà giận ổng thì nhiều rồi chỗ đó. Là bởi vì riêng nó là đã tin không nổi rồi. Mà đằng này nó có gái này có chồng, mà trai này có vợ, họ nghe lời nhau cái mắt vợ nghe lời mình. Chỉ như vậy mà nghĩ cũng không ra. Rồi chưa kể là dầu cho con dâu của mình, dầu cho thằng rể mình là người tốt, nhưng bên gia đình của nó có 800 quân sư ngồi sau lưng nó. Có 800 quân sư ngồi sau lưng con dâu của mình, có 800 quân sư ngồi sau lưng rẻ của mình. Chỉ là mình nghĩ ra ăn bao nhiêu cơm gạo mà sao thông minh quá vậy. Cái gì chứ tiền mà, tiền bạc tài sản mà ai mà không ham. Chuyện dễ mình nghĩ không ra, sống bạc đầu ăn bao nhiêu gạo của trời đất, đi mòn chân rồi mình chuyện gì nghĩ không ra. Ở đây tôi không muốn nói với đề vật chất, mà tôi đang nói chuyện khác. Cũng như là đời sống của mình không thể thầm nhắm mắt mình giao phó cho người khác được hết. Cũng giống như một người cư sĩ đi chùa, nhắm mắt nhắm mũi tin vào một cái lời hướng dẫn của thiền sư này thiền sư kia, nhắm mắt nhắm mũi tin tưởng vào một tác giả một soạn giả nào đó, nhắm mắt nhắm mũi tin kệ vào cái người mà đã ban cho mình cái pháp danh, đã làm lễ quy cho mình. Cái việc tưởng tượng có cái nào nó khờ bằng cái đó. Kinh điển hình xà xà ở đó, tăng chúng trùng điệp ở đó, bạn đạo nam nữ cư sĩ đầy đó, mắt cái kiến gì mình cứ đúc đầu mình vô mình đi mình thờ phụng một thần tượng nào đó, cái đó có phải là dại khờ lắm không? Ngay cả Đức Thế Tôn trước khi viên tịch thì đã nói rồi, khi ta đã đi mấy mấy chi viên khi ta không còn nữa, khi ta đã ra đi, thì những cái pháp và luật nào ta đã thuyết giảng đã cấm chế, đó chính là thầy của các ngươi. Cái đó là cái đó mà cái mình tin được, chứ quả đó không có tin được cái gì hết. Trong kinh có ba cái bất lợi, có ba trường hợp bất lợi do một cái người mà thờ phụng thần tượng, thờ tự phụng một cá nhân. Thứ nhất là người nói rằng nếu mà cư sĩ mà thờ phụng cá nhân một vị khe nào đó, lỡ vị đó qua đời rồi thì niềm tin mình bị thối thắt. Tôi nói rõ nha, tăng chi bộ kinh tạ chi, tăng chi bộ phần ba chi, chứ không phải là cái này là tôi bịa nha. Tăng chi kinh thứ nhất đó là Đức Phật ngài dạy rằng, thứ nhất là lỡ vị thầy của mình mà họ qua đời rồi mình làm sao? Tức là mình không thờ Tam Bảo, mình chỉ thờ cá nhân á, là ông thầy mình chết là dẹp luôn. Tôi biết có rất là nhiều Phật tử cứ mở miệng ra là tôi là quy y ngài Hậu Tông, tôi quy y ngài Duy Nghiêm, cái gì đó chết rồi là họ coi như họ dòm mấy ông sư cá như rác vậy đó, khỏi đi chùa luôn. Cái đó là một điều đại bất hạnh nha. Điều thứ hai là nếu mà ông thầy đóng quần tục thì tính sao? Một là ông thầy ông chết, hai là ông quần tục, thứ ba là ông thầy ông bị tăng chúng xử phạt giới đó, thì mình bị sốc. Đó. Mà tại sao mà Tam Bảo thì trùng điệp, mà mắc cái chứng gì mà đứt đầu vô rõ là sao? Thí dụ như ngày xưa trong kinh cái nhìn nhận là ngài sẽ phát hiện có đệ tử thương quý ngài đặc biệt, đúng. Ngài Bùng Liên có, đúng. Nhưng mà cái đó mình đừng có hiểu lầm, họ quý ngài sẽ phát được, họ hợp với ngài, nhưng mà không, trong lòng họ không phải chỉ có một mình ngài sẽ phát, còn có Đức Phật, còn có Tăng Bảo mười phương ba đời nữa. Nè ha, từ cái bài kinh này tôi mới nói sâu ra một là đời này đó là chỉ có Tam Bảo thôi là mình tin được, không có tin được cái gì hết. Còn cá nhân thì bây giờ mình thờ ngài sẽ phải phát, nhưng mình còn phải thờ Phật, có thờ Tam Bảo nữa, chứ lẽ mà ngài sẽ phát người ta trình tính sao? Hả? Thì chỉ có nhăn răng mà chết thôi, chết nhăn răng đó. À, cho nên từ chuyện đời tôi mới nói qua chuyện đạo, và cái thân mình cũng vậy, mình không thể nào mình tin cậy vào sức khỏe mình được. Nó tôi còn ngon lành lắm, tôi đâu bị tiểu đường, tôi cũng bị cao máu, không được, không có tin được. Nó hôm nay nó như vậy nhưng mà ngày mai nó lại khác. Không phải tôi hù các vị nha, chỉ cái bệnh ung thư nó lạ lùng lắm. Có nhiều người bệnh ung thư từ cái lúc phát hiện đến lúc chết là chỉ có 2 tháng, 3 tháng thôi. Bây giờ mình đang ngon lành, sáng nào mình cũng tập thể dục, thử máu ok, đường
ok mà ở ok, tim gan thì phổi ok, nhưng điều đó không có nghĩa là cái mạng mình nó ok. Bởi vì chiều mai mình nghe nó đau thống thốm, do bác sĩ nó ung thư ruột, là mình chỉ có nước là đi mua hòm thôi, đi mua hòm á. Cho nên mình không tin được cái gì hết, không tin được, thì từ từ tin thì tôi mới nói ra là thêm được. Đối với niềm tin tam bảo cũng không có nên tin bừa bãi. Đối với sức khỏe, đối với đời sống, đối với tình cảm không tin bừa bãi. Và đối với con cái, nếu mà mình thấy mình có gan, mình chấp nhận làm ăn, mình đủ gan mà làm ăn mài thì giao hết cho nó ha. Còn nếu mình thấy mình chưa đủ gan thì làm ơn chừng mực, thương con mà thương, nhưng mà thương kiểu tay ấy, có nghĩa là con cần người ba má giúp, nhưng mà giao hết cho con thì không. Và tôi phải nói câu phủ vậy, quý vị mà có tay tét tay trúa tại chỗ, phẩm nước tiểu hôi thối cỡ nào đi nữa không thành vấn đề, miễn là người ta biết cái vị còn có một cái lượng tài sản lớn, tôi hứa với các vị không ai bỏ các vị đâu. Và nếu mà các vị có trên 100.000 đô la mà các vị không ai chăm sóc, nhớ nhắn tôi hả, nhớ nhắn tôi về tôi hầu cho nha. Mà trên 100.000 nha, còn dùng cái thứ mà không có tiền á, đi chết đi nha, đi chết đi, đừng có nhắn nữa, đừng có email, đừng có điện thoại, đừng có Facebook nha, đừng có lên đây nghe pháp nữa nha. Mà các vị có trên 100.000 mà ai bị, mà phải có giấy tờ như tôi câu này nha, chứ còn nợ tùm lum rồi tôi không có về đâu nha. Cho nên không có gì nó ngu cho bằng là đem cái chuyện sinh tử mình đặt vào tay người khác, cho dầu đó là mẹ ruột. Vì sao? Là bởi vì mẹ thì không có hại mình, đúng, nhưng mà lỡ mẹ lăn đùng là mẹ chết rồi mình tính sao? Rồi chưa kể mẹ mình bị người ta gạt rồi mình tính làm sao? Đúng, bà già tôi không bao giờ gạt tôi tin. Bà già tôi không bao giờ có cái ý hại tôi tin. Nhưng mà tôi không tin chuyện này nè, tôi không tin là mẹ tôi không bị gạt đó, tôi không tin nè. Thí dụ như bây giờ gia tài tôi có 100.000 đô la, tôi thương mẹ tôi quá, tôi tin mẹ tôi quá, tôi giao cho mẹ tôi. Mẹ tôi là không bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện bất lợi cho tôi, đúng. Nhưng mà lỡ có quỷ nào nó tới, nó năn nỉ mẹ tôi sẽ nói bây giờ con có công ăn việc làm là được quá, bây giờ cô cho con mượn tiền, đưa con 100.000 đó đi. Con hứa với cô là trong vòng 2 tháng con trả lại 8 tỷ cho cô. Đấy. Bà già nghe khoái quá, bà già đưa. Cho nên ý cái bài kinh này là gì? Là không tin được cái gì trên đời này hết, ngoài tam bảo. Không tin được cái gì hết. Từ sức khỏe cũng không tin, cái tuổi trẻ mình cũng không tin, tài sản mình cũng không tin, tình cảm mình cũng không có tin. Và ngài Chân Cha ngài còn nói là ngay cả những cảm xúc buồn vui của mình cũng không nên tin. Là sao? Là có những cái mình thích cái gì đó là tại vì một những lý do rất là trẻ con, rất là vớ vẩn. Và mình ghét cái gì đó cũng là vì những lý do rất là vớ vẩn nha. Cho nên chẳng tin được cái gì hết. Tiền bạc, sức khỏe, tuổi trẻ, quan hệ, tình cảm không tin được. Buồn vui của mình cũng chẳng tin được đó. À, sống trong sự cẩn trọng. Cho nên tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là không hoài vọng, không thương, không thích. Đó, xin lỗi, không thương, thích, không ghét, sợ cái gì hết. Mà tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là nhìn nó, biết nó là gì và biết nó đang hoạt động ra sao. Tứ niệm xứ chỉ có hai cái đó thôi. Là biết rõ danh sắc là gì, chúng đang vận hành hoạt động ra làm sao. Hết đó. Không có tin gì hết, chỉ nhìn thôi. Tôi nhắc lại bảo hỏi, tôi nói là tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ là biết rõ cái hoạt động của mình, chỉ có hai cái đó thôi, bản chất và hoạt động. Bản chất và hoạt động. Bản chất là sao? Bản chất là biết rõ rằng là mình chỉ gồm có 4 thứ thôi: thiện, ác, buồn, vui. Thiện đời này là quả cho cái vui đó, là thiện đời này là cái nhân cho cái vui đời sau. Vui đời này là quả của thiện đời trước. Rồi cái ác đời này là nhân cho cái khổ đời sau. Và cái khổ đời này là quả của cái ác đời trước. Cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Đó là gọi là bản chất. Bản chất của mình là chỉ 4 chữ: khổ, ác, buồn, vui thôi. Còn cái bị mà học A Di Đàm rồi cao siêu rồi hành giả Miến Điện tôi không ý kiến nha, nhưng mà tôi đang nói cho người sơ cơ chỉ nhớ chừng đó thôi. Nhớ rằng bản chất của mình, cái bản chất của mình, cái thành phần, cái ingredient của mình, cái nội dung của mình chỉ có 4 cái thôi: thiện, ác, buồn, vui. Thiện đời này là nhân vui đời sau,
mà cái niềm vui đời này là quả của thiện đời trước. Rồi bất thiện đời nay là nhân cho khổ đời sau, mà khổ đời nay là quả của cái bất thiện đời trước. Nhớ bốn cái này, đó là bản chất của mình nha. Rồi còn nói về hoạt động là sao, là làm gì thì biết nấy, ăn uống tắm rửa đi đứng nói cười buồn vui, mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào biết rõ, cái đó chuyển tới cái đường xứ chỉ có hai cái thôi. Một là biết rõ bản chất, và thứ hai là cái hoạt động hành. Thì chỉ tin được cái đó là chỉ tin được tam bảo, và tin cái bảo là tin sao, tin tam bảo là tin vào cái tác dụng của tứ niệm xứ. Tức là càng nói mình càng thu hẹp vấn đề lại nha. Tin tam bảo là sao, tức là tin vào tứ niệm xứ gọi là tin tam bảo. Chứ tin tam bảo đây không phải là tin Phật là lại Phật là có phước, rồi Phật sẽ hộ trì cho mình, rồi chư tăng ni họ sẽ cầu an cầu siêu cho mình, không. Niềm tin nó sẽ có được, không có xài được cái đó. Tam bảo, tin tam bảo cũng như là niềm tin vào tứ niệm xứ. Bởi vì người có niềm tin vào tứ niệm xứ là người đó là người có niềm tin vào Phật, vào pháp, vào tăng. Vì Phật là người dạy tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ chính là pháp, và tăng chính là những người hành trì tứ niệm xứ ở cái hình thức rốt ráo nhất. Còn mình là cư sĩ cũng tu tứ niệm xứ nhưng không rốt ráo bằng, có thể như vậy. Ngoài đó ra không tin được cái gì trên đời hết. Đó chính là nội dung của bài kinh mà chúng ta đang học, bài kinh Ma Sa đó. Ok, hẹn các vị vào ngày thứ ba. Xin thỉnh lễ cho tôi đức.